Nhân Đức gặp một bà cụ 93 tuổi từ ngoài Bắc đưa vô. Lúc mà đưa vô trong đây thì Nhân Đức gặp bà cụ 90 mấy tuổi như vậy. Nhân Đức nói với mấy đứa con rằng: cô chú ơi, bà cụ bà lớn tuổi quá, con đứa con gì ở lại lo cho bà, tội nghiệp bà. Chứ bây giờ vô đây rồi đi về mất tiêu. Nhân Đức thì thấy bà cụ 90 mấy tuổi, mình nghĩ rằng chắc bà thời gian không lâu, tôi thấy cũng tội nghiệp quá, nuôi huệ mạng giùm cho bà, thấy không? Nhưng mà con cái nên có người giúp đỡ cho bà cụ một chút. Rồi xong rồi họ vô một thời gian, xong rồi nói để chúng con sắp xếp. Xong họ mất tiêu, mất tiêu luôn. Bà cụ ở trong chùa, cái lâu lâu cái những đứa qua bà gặp những đứa bà quỳ xuống: thầy ơi, thầy ơi, thầy cho con về đi thầy ơi, con nhớ mẹ, nhớ con quá thầy ơi. Bà nói vậy đó. Bà nói bà nhớ gia đình bà quá, bà muốn đi về. Nhân Đức nói được, được, cho bà về. Rồi cho bà về. Cái ngày mai bà quên mất tiêu, cái bà ở nữa, cái nửa tháng sau cái bà gặp: thầy ơi cho con về đi thầy ơi, con nhớ con, nhớ cháu quá thầy ơi. Vậy đó nói được, được, cho bà về. Cái nửa tháng sau cái tiếng nó kéo dài, mà tới bây giờ gần nửa năm chờ quý vị. Mà cứ là lâu 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 mà cứ mà nhớ con nhớ cháu mà xin về. Mình cứ kéo cái thời gian vậy hoài. Bà nói được, 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 mình cứ kéo hoài vậy đó. Rồi mình nhìn bả, có khi mình ngồi ăn cơm cái mình nhìn bả, có khi bả không có nghe, quý vị, bả điếc á. Mà ngồi ăn cơm thì không nói chuyện, lâu bả ngó nghiêu ngao quơ tay quơ chân, nghiêu ngao. Tự nhiên mình nhìn bả mình nói lên một câu gì: tất cả những con người sống trong cuộc đời này, dù là sanh bao nhiêu đứa con đi chăng nữa, nhưng nếu quý vị không chọn một con đường đi cho chính mình, thì một ngày nào quý vị có nhìn bà già 93 tuổi này mà bà đang trông chờ con bà đến thăm bà hay không? Không lẽ chúng ta chờ ngày này đến với chúng ta? Vì sao từ khi còn trẻ này mình không chịu chọn một con đường nương tựa gì cá nhân? Quý vị nhớ nghe, sanh con nuôi con nhưng không dám tin tưởng rằng con mình nuôi mình, mà làm tròn trách nhiệm của bổn phận làm cha mẹ, sinh con và nuôi con, dạy con nên người. Còn cái việc con nuôi mình hay không là tính vào định luật nhân quả của cuộc đời mình. Như vậy thì cuộc đời quý vị lỡ gặp sự cố gì khi bị con hắt hủi hay bị con nói những lời đau lòng, chúng ta đã tính trước cái việc mình đã nuôi cái tâm giải thoát từ khi còn trẻ. Quá tuyệt vời. Nhìn một bà già cũng nhìn ra một cái vô thường của một đời người. Nhớ hôm nào đó sanh con và ẵm bồng con trên tay, nâng niu thương yêu con, từng bước thầm của con, ta là người dẫn bước. Như vậy mà khi con bước chân ra đời, con tự bư vào được, thì lúc đó con lại có khi không nhìn đến cha mẹ của mình. Trong cuộc đời này nhiều không quý vị? Nhiều chứ, nhiều chứ. Nó có một cái cô này, có khi cô sanh con ra, mẹ của cổ nuôi con cổ, và đứa bé này nó lì, người mẹ quýnh vào mông đứa bé khóc hòa lên, đứa con chạy đến ẵm con ghét đi: mày đi đi, mày đi đi, họ đâu có thương mày đâu, tao sanh mày tao mới thương mày, họ đánh mày cho chết đó. Người mẹ cứ nói: ồ con, sao con nói kỳ vậy con, nhớ hôm nào mẹ cũng đã từng chăm con mà, tại sao hôm nay con vì con mà nói với mẹ như vậy? Con hôm nay con thương con của con như vậy, thì con có nghĩ hôm nào mẹ cũng đã từng thương con như vậy hay không? Tại sao hôm nay con vì con mà nói với mẹ như vậy? Mẹ ngày xưa cũng thương con, có khi cũng dạy con. Bây giờ mẹ cũng dạy cháu, cũng là cháu của mẹ, làm gì mà là người ta con? Thôi bà nói nhiều quá, tôi thương con tôi thôi chứ bà không có thương con tôi đâu. Quý vị coi thấy không? Vậy thì cái câu này một ngày nào á, một ngày nào á, rồi á, rồi con của quý vị lớn lên á, nó có gia đình rồi đó, rồi nó trả lại cho quý vị cái câu này, mà nó trả còn hơn cái câu này quý vị, trả cho mẹ quý vị nữa. Vì trong cuộc đời này á, cái gì nó cũng có lờ lớn hết trơn á, hiểu không? Có lờ hết trơn á bạn ơi. Nó
Rồi một ngày nào bạn sẽ nghe. Bây giờ bạn còn đương thời còn khỏe, bạn còn đủ định lực chưa? Nhưng một ngày nào nó chờ bạn suy kiệt thì lúc đó nó sẽ dùng lời đó để làm cho bạn đau lòng đến mức cực điểm và bạn không có lối thoát. Nên tất cả mỗi một con người chúng ta đang sống trong cuộc đời này, nghe được Phật Pháp là một con đường tuyệt vời. Chúng ta gây dựng Phật Pháp tuyệt đối không bỏ. Vì sao? Vì đây là điểm nương tựa bình an nhất trong cuộc đời chúng ta. Những đoạn chia sẻ này có cảm xúc đó quý vị. Tại vì sao? Vì nhân sinh sống quá sâu sắc. Nên khi mà mỗi một con người mà nghe mình như vậy rồi thì sao? Tức khắc người ta có một phương hướng của cuộc đời người ta liền. Ai cũng có phương hướng của cuộc đời người ta cả. Nên Nhận Đức nói rằng là khi Nhận Đức ở bất cứ một nơi nào thì nơi đó Nhận Đức sẽ tạo ra một đại gia đình. Vì niềm vui lớn nhất của cuộc đời Nhận Đức là gì? Gia đình. 100 người, 1000 người là gia đình. Gia đình. Ở nhiều bữa đổ bánh xèo, nhiều bữa làm bánh ướt, nhiều bữa ăn bánh hỏi, nhiều bữa cuốn bánh cuốn ăn. Mình không ăn được nhiều, nhưng mình ngồi mình nhìn mấy bà cụ có cùng ăn với mình. Có nhiều bữa trời mưa, cái nhà ăn này nó dột, cái xích cái bàn lại vì Nhận Đức ngồi cái chỗ kế cái cửa nó tạt nước mưa. Thấy gì mình xích cái bàn lại ngồi sát vô cái bàn của các cụ già. Cái tự nhiên các cụ già gấp miếng ngon muốn cho mình, cái mình đưa cái cụ trái chuối. Tự nhiên mình nói ô hạnh phúc nhân sinh tuyệt vời vô cùng. Có nhiều người bây giờ đang giàu sang mà họ không hưởng được niềm vui này. À, mình mất cha mất mẹ nhưng không ngờ mình lại tạo ra nhiều người cha mẹ như thế này. Vì thì cuộc đời của ta thương người cha mẹ người ta, cha mẹ người ta là cha mẹ của mình. Nếu như mình chỉ biết cha mẹ mình, nếu cha mẹ mình chết đi thì chúng ta sẽ không có cha mẹ. Nếu như chúng ta thương cha mẹ người ta thì cha mẹ người ta là cha mẹ mình. Quá tuyệt vời. Nên từ nơi đó, tại sao có cái tâm nuôi người già? Vì cảm giác được nhân sinh tình người. Nhân sinh tình người. Nên đây là một đại gia đình, dù chật chội người ta vẫn thích ở. Vì sao? Cảm giác của tình người, cảm giác được bình yên. Vô đây ở tự nhiên không thấy tiền. Chúng ta ngoài đời sáng mở mắt ra tiền, tiền, tiền đâu? Tiền. Còn vô đây như thế nào? Cơm ăn áo bận, có mấy bộ đồ bận, rồi xong không thấy tiền. Nhưng Đức nói cho quý vị nghe nghe, có người lo hết mà trong túi không có tiền, hạnh phúc vô cùng. Nhiều năm chưa từng đi mua đồ. Ngày xưa mỗi lần tới tháng lãnh lương là nghĩ cái gì? Đi mua đồ. Mà mua đồ cũng không sung sướng đâu quý vị à. Đi mua đồ cũng không sung sướng đâu. Vô trong một cái shop đồ bắt đầu nhìn, nhìn, nhìn chút. Sao bộ nào cũng mờ quá, không biết chọn bộ nào đây. Cuối cùng chọn bộ đồ đồ xấu quắc. Tại vì sao? Vô nhìn nhiều quá, nhìn một chút, chọn bộ đồ xấu quắc đem về. Giống có nhiều cô lúc còn trẻ, gặp ai cũng chê, thằng nào đến cưới cũng chê, thằng lùn xỉn. Thằng khác đến cao ngồng, thằng khác đến bụng to, thằng khác đến đít bèo. Cái gì cũng chê, cuối cùng gặp thằng gì? Bị lé. Tại vì mình nhìn người có nửa con mắt, nên cuối cùng mình đem cái người nửa con mắt đem về nhà, nhân quả đến với bạn. Hiểu không? Bạn đã không được mà bạn cứ chê người ta không, mà bạn đụng ai bạn cũng chê hết trơn á. Nhưng Đức thấy nhiều rồi. Ở dưới quê ngày xưa có một con, cái cô này Nhân Đức biết như là tiểu thơ vậy đó. Trời ơi, mỗi lần người ta đến coi, nhà ở dưới quê mà cũng khá, người ta đến coi là người làm cha cứ chê. Ôi trời trời trời, nghèo gì mà dám đến coi con tôi. Thì có đứa con gái thương quá quý vị. Rồi nhỏ này cũng ao, ông ao, ông ẹo. Trời ơi, từ năm 18 tuổi người ta coi tới năm 27 tuổi. Từ năm 27 tuổi người ta coi tới năm 31 tuổi. Trời ơi, 31 tuổi bị kỳ sao? Nếu mà nói gì gái dưới quê là gái gì? Lỡ thờ. Lỡ một thờ rồi. Thế gian nó vẫn có một thờ nghe, lỡ rồi. Để cho con mình nó ủ tới 31 tuổi luôn à. Ủa tới 31 tuổi vậy? Trời ơi trời, nó sắp sửa bùng rồi. Hiểu không? Sắp sửa bùng rồi. 31 tuổi bùng rồi, sắp sửa bùng. Bây giờ sợ quá rồi. Sợ cái gì? Ê, không ai ngó ngàng hết trên trời. Cuối cùng quý vị biết rằng không biết cái thằng nào trên trời dưới đất gì nó xuất hiện cái khu vực đó. Nó gặp nhỏ này cái nó rủ nhỏ này. Em đi với anh đi em. Đi đâu anh?
đi lên thành phố làm em. Cái nhỏ này nói, thành phố vui không? Nó nói, vui lắm em. Đi với anh đi em. Nói, sợ ba mẹ la. Có gì đâu sợ, có anh mà sợ cái gì. Vậy mà nói mấy câu, nhỏ này đi theo luôn. Cuối cùng là từ 18 tuổi coi là đến coi đàng hoàng, cầm chầu cao đến coi đàng hoàng. Nhưng mà gặp ai cũng chê. Đến năm 31 tuổi đi theo người ta, không có chầu cao. Nó nên mấy người con gái mà hỡi nhúng chề đi, nhúng chề đi rồi giết rồi thấy gặp lũ đạn không cho mà biết. Không thấy chưa? Thấy con người trong cái cuộc đời này nó có chuyện hết trơn rồi. Mà mình mà cứ gặp ai mình cũng chê hết trơn á. Nó nên từ nơi đó thôi, chúng ta chờ trao của nào chúng ta lãnh của nấy phước cho rồi đi. Lỡ mình lấy thằng nhầm thằng chồng mà nó hơi xấu chút, mình nói câu củi khô dễ nấu mà chồng xấu dễ xài. Yên tâm, chồng mình mà xấu mình bỏ mù lóc không ai ngó tới nữa. Còn chồng mình mà đẹp trai rồi mình sợ lắm nghe quý vị, nó đi làm chưa về mình tức, mình lo không biết nó đi đâu không, tại vì nó đẹp trai. Không mà thật sự thì đẹp thì ai cũng thích thôi. Nhưng mà số phận của mình là như vậy thì mình phải chịu thôi quý vị, đúng không? Chứ ai bao giờ mà đi chọn cái xấu làm gì? Ha. Nhưng mà thôi, nếu mà mình gặp người chồng xấu hay vợ xấu thì mình cứ an phận đi. An phận mình chịu thôi, hiểu không? Mình cứ thường giống như là mình động viên mình vậy đó nè. Tuy ảnh lùn nhưng lùn đỡ thiếu đỡ hao giải. Tuy ảnh lùn mà lanh. Mình nói để mà giống động viên mình quý vị, mà nhìn cái góc độ tốt á, hiểu không? Nên như vậy đó, chúng ta cứ như vậy thì chúng ta sống đặc biệt à, cháu nói chứ nha. Nên quý vị biết rằng khi nghe Phật pháp gì phải xác thực trong cuộc sống không? Nó từ nơi một đời người rồi tới cái chuyện giải thoát của một đời người, rồi nó bẻ qua cái nhân sinh của cuộc sống con người. Tất cả những sự việc này nó đều là giải quyết hết. Có một cái cô kia cô gặp những đứa cô nói, thầy ơi, con nó làm nghề sát sanh mà cái đầu của con nó thầy nó bị như còn hơn cái gì nữa thầy ơi. Thầy giúp cho con làm sao cho cái đầu con hết nhất của thầy. Như Đức nói cô đưa đầu đây. Như Đức kêu chú Tâm Nhiên qua bên nhà bếp cầm cái búa qua cho Như Đức. Bà đó thì bà, con nghĩ ông thầy quý vị, ông nói thì là nói thiệt chứ. Ngoài ra mà làm gì mà có cái chuyện mà ông cầm cái búa vỗ mình. Cô đưa cái đầu đây, cái bà việc thiệt tình mà đưa nè đầu con thầy. Đúng là làm người xuất gia cũng có quy tí ghê vậy trời. Hồi xưa mà đố mà kêu ai đưa đầu mà đưa đó, bây giờ đưa đầu đây là đưa liền nghe. Tự nhiên đưa khòm xuống đưa đầu đây. Xong cái Tâm Nhiên vô nhà bếp đem cái búa qua đây. Bà ngước lên bà nhìn này, cái búa gì vậy thầy? Búa gì vậy thầy? Chứ Đức nói búa còn chân gì? Cái đó, ủa, đầu con nhất mà sao thầy búa thầy? Nói, búa nó hết nhất. Vậy hả? Vậy thầy búa đi. Đúng là cái người tu mình cũng nhận nó lợi thế thì ghê vậy trời. Đến nỗi mà cầm cái búa người ta mà người ta cũng nghe lời đưa cái đầu cho búa nữa, kinh khủng thiệt chứ. Nó, xong á, những Đức mới nói, theo cô nghĩ á, đầu cô nhất mà thầy cầm búa đầu cô có hết nhất không? Cô nói chắc con nghĩ không hết nhất đâu. Con nghĩ không hết nhất đâu. Nhưng Đức nói thì là không hết nhất. Mà tại sao cô còn đưa cái đầu cho Như Đức búa? Vì con tin tưởng thầy. Con nghĩ rằng là thầy búa là con hết nhất đầu. Thì thôi thân phận này con giao cho thầy. Thầy muốn làm gì thầy làm đi. Đúng là người tu nó có quy kinh khủng hết trời. Đến nỗi mà cầm búa đòi búa người ta vậy mà người ta vẫn đưa đầu mà ta nói là thân phận trao hết, muốn làm gì làm đi, kinh khủng không? Thì xong những Đức nói à rất là ngoan, rất là được. Vậy thì những Đức nói thật cho cô nghe, cái búa này, búa lên cái đầu cô nó cũng nhức đầu mà nó còn nhức hơn nữa. Mà những Đức có khi còn đi ở tù luôn đó cô ơi. Chứ nó không có được cái kết quả gì giữa đôi ta đâu, hiểu không? Nhưng mà bây giờ cô nghe lời những Đức, hiểu không? Cái nhân sát sanh của cô tạo ra cái nghiệp chướng là nhức đầu. Thí dụ như cô đập đầu cá hay cô đập đầu con vật gì đó là nhân, thì quả báo mình chịu nhức đầu là quả. Tại vì mình đập người ta đau thì mình phải chịu đau thôi cô. Cũng như ngày xưa những Đức làm nghề nấu ăn đó, những Đức chịu nhức đầu năm hai mấy tuổi suốt luôn cô. Nhức đầu kinh niên nhức hoài vậy đó.
Nhưng mà khi những đức vô chùa niệm Phật lễ Phật là do những đức cái nghĩ thiện rồi, những đức không có nghĩ cái chuyện là tu hành tiêu nghiệp gì chứ á, mà nghĩ rằng thôi từ hôm nay mình giống như mình ăn chay niệm Phật rồi mình sống thiện đi, mình không có giết chúng sanh nữa. Rồi những đức cứ lo niệm Phật lễ Phật thôi. Vậy mà trong vòng 2 năm sau những đức hết trơn nhức đầu. Là do gì? Nhức đầu là do gì? Do mình muốn kiếm tiền quá và mình quá căng thẳng thần kinh và mình não hại chúng sanh, mình làm người ta làm sao thì mình phải khổ đau như vậy. Nên bây giờ mình phải chịu cái quả báo như vậy. Thì bây giờ mình biết tu, mình biết niệm Phật, mình biết lễ Phật, mình hướng thiện lại, mình cũng không có cầu tiêu cái đó cái gì. Nhưng mà thôi từ hôm nay nghe đạo rồi, không có làm ác nữa, cứ hướng thiện, cứ lo niệm Phật thôi. Thì tự nhiên nó quên cái chuyện nhức đầu. Và nhờ cái tâm thiện đó, nó giúp cho cô thần kinh đỡ căng thẳng. Rồi nhờ cô nghe đạo mà cô đỡ lòng tham. Đỡ tham thì đỡ căng thần kinh, thì đỡ căng thần kinh thì hết nhức đầu. Chứ làm gì búa mà hết nhức đầu. Thấy không? Vậy thấy không? Dẫn dắt một câu chuyện, dẫn dắt một câu chuyện. Tại sao lại làm như vậy? Vì con người này mới đến nghe đạo. Thử con người này coi họ tin mình hay không. Như vậy thì đưa cái đầu cho mình búa là tin rồi. Đã là tin rồi thì phải nói thiệt. Nói thiệt từ cái hành động của mình làm luôn cho họ nghe. Rồi mình nói rằng vậy thì cứ làm đúng như tôi đã làm cho tôi đó. Tôi làm cho tôi sao thì người cứ làm cho người như vậy đi. Việc mình tạo thì tự mình sở ra. Mình buộc dây thì mình đi mở dây. Mình tạo nghiệp thì bây giờ mình chuyển nghiệp. Phật Pháp là dạy cái gì? Tự đốt đuốc mà đi. Hiểu không? Mở rộng chưa? Mở rộng cho tất cả chúng ta luôn đó quý vị à. Hiểu không? Nên trong cuộc đời này chúng ta đừng hờn trách ai làm chi. Hiểu không? Đừng có hờn trách ai làm chi kia chưa. Trong cuộc đời này đừng trách ai làm chi. Từ làm từ chiều chứ hờn trách ai làm gì. Hiểu không? Tự làm tự chịu, hờn trách ai làm gì. Tự làm thì tự chịu. Nó nên á, người ta hỏi một vị hòa thượng: hòa thượng ơi, con thấy trong cuộc đời này không công bằng hòa thượng à. Vị hòa thượng này giảng sanh rồi, ngài trả lời lại một câu như thế nào? Công bằng con à, ta sống hơn 100 tuổi rồi, ta thấy rất công bằng. Tự làm tự chịu, làm gì không công bằng. Trời ơi, hay ghê thiệt, thấy chưa? Nó tự làm tự chịu nghe. Tự làm tự chịu trách hờn ai. Nó, ta gieo nhân gì thì gặt quả báo nấy. Đã đến cuộc đời này là gì? Nhân sinh thù nghiệp. Đến đây làm gì? Báo thù rửa hẳn. Nên ta càng nghe cái gì? Nghe Phật Pháp. Để làm chi? Hoàng gia nên giải, không nên kết. Phải quá giải. Đức Thế Tôn đến đây để làm gì? Đức Phật đến đây để kêu chúng ta quá giải hoàng gia. Quá giải bằng cách nào thầy? Quá giải bằng cách là không hận thù nữa. Làm được không? Tu hành là tu cái gì? Không hận thù nữa. Không hận thù gì nữa cả. Được cũng tốt, không được cũng tốt. Vì sao? Do mình gieo nhân gặt quả. Đức Phật dạy mình là gì? Hoàng gia nên giải đi. Quý vị nên tất cả người nghe đạo quá giải hoàng gia đi. Quá giải đi. Nên có cái bà cô mà như Đức thường kể câu chuyện thấy chưa? Bị chồng đánh từ khi mới về nhà. Trời ơi, thằng chồng nó ghê thiệt chứ. Không biết cô nào ngồi trong đây bị gì không? Nó đánh bữa đầu tiên. Vừa rước dâu về, vừa rước dâu về luôn nha, tát vô mặt cái búp. Nó kêu im, không được khóc. Im. Tại sao? Bữa đầu tiên anh đánh em như vậy. Bộ cô không nghe hả? Dạy con dạy lúc còn thơ, dạy vợ dạy lúc ban sơ mới về. Búp. Im miệng. Mới về quýnh gái trước. Kinh khủng chưa? Mới về quýnh cái trước nghe. Rồi bắt đầu tối động phòng sao? Ghê thiệt chứ. Bà nói nghe, cả cuộc đời của bà bị đánh te tua. Nhưng Đức hỏi lại một câu: bị đánh nhiều như vậy chắc không đẻ đâu. Tại vì nó đâu có thương nhiều đâu mà đẻ. Bà nói: không phải thầy ơi, đánh thì đánh mà thương thì thương. Chồng con lạ lắm, nó đánh rồi nó thương. Nó cho bà cũng khổ ghê. Thương thì thương đại đi, mà đánh vô mở thương hả? Đúng thầy, mỗi lần đánh xong nó năn nỉ. Năn nỉ rồi nó thương. Mỗi lần nó thương xong một đứa. Vừa mà cá đờ bị đánh te tua, đẻ 7 đứa. Trời ơi thầy,
vị thấy trả nợ kinh khủng chưa? Phải chi mà thương không đi thì cũng được, cảm thấy cũng an ủi cuộc đời, đẻ 7 đứa cũng được. Còn cái này nó đánh rồi nó thương. Mà cái thằng gì mà kỳ cục với cháu, mình nói cái thằng cũng tội chứ, ổng năm nay 70 mấy tuổi rồi. 70 mấy tuổi rồi mà đánh lạ thương. Mà bà nói lạ lắm, chồng của con trước khi thương con là phải đánh chứ. Trời, kỳ cục với cháu. Thằng gì mà vô duyên. Thương thì thương đại đi, tự nhiên đánh rồi mới thương. Có bà nào trong đây chịu cái cảnh này không trời? Nè, đánh rồi mới thương nghe. Bà nói vậy đó, mà bà chịu đựng dài thời gian luôn. Dài thời gian luôn, trời trời. Vậy mà đẻ 7 đứa con mà bị đánh. Nó bà già kia chắc ngay bà, giờ bà cười quá trời. Nó nên mày biết cái tình cảnh của cuộc đời ở thế gian này, cái nợ nần nó chả lạ lắm. Nó rất là lạ. Bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị với chồng quý vị chia tay nhau đi, quý vị đừng bao giờ nói nghe. Có những người ta vẫn ta nói à coi chừng nó nghe, coi chừng đó, qua lại hoài gặp nhau dính đó nghe, nó không over đâu. Khổ lắm rồi, biết rồi, hiểu rồi, không over đâu. Nhưng mà cái nợ thế gian này nó kỳ lắm quý vị ơi, cái nghiệp quả nó lạ lắm. À, có nghĩa là giống như đoạn đường đi vậy đó, đi một đoạn này rồi tự nhiên nó tách ra, đoạn sau nó ghép lại. Nó rất là kỳ cục, gì đó là cái nghiệp quả mà nợ nặng nó còn thiếu, nó ghép lại. Nó chứ không phải giỡn đâu quý vị ơi. Nó bây giờ quý vị muốn không ghép lại không? Muốn. Vậy thì phải làm sao? Cố gắng tu đi. Hiểu không? Khi xa chồng đồ, đừng có ăn diện quá, đừng có dọn dẹp nhiều quá, tương đối sạch sẽ được thôi, đừng có dọn dẹp quá. Đã là xa chồng mà đi diện quá thì sao? Thì nhiều thằng nó nhìn, nó thấy mình xa chồng rồi mà mình diện thì nó nhìn mình. Mà nó nhìn mình thì có ngày có chừng mình dính thằng khác nữa, dính nữa. Nên bây giờ á, mình muốn nuôi con bình an thì phải làm sao? Xả tóc ra. Xả tóc ra, không? Rồi bây giờ mình tự tại, mà tự tại thì tướng nào cũng tự tại chứ, hiểu không? Xả tóc ra, bằng đồ thì đồ gì? Nhăn nheo, bèo nhèo. Có chồng thì gọn ghẻ tại vì uy tín cho chồng. Nhưng bây giờ chồng xa rồi thì sao? Chúng ta muốn khép cái trái tim mình lại, không muốn mở trái tim ra nữa, đúng không? Thì khép lại, khép trái tim lại đi. Khép trái tim lại để bình yên trong cuộc đời. Tôi muốn ở vậy nuôi con, tôi không muốn bước thêm bước nữa, tôi cũng không muốn ai dòm ngó tôi cũng không muốn mấy con ruồi con muỗi leo theo nữa. Không thì phải làm sao? Thì chúng ta phải bèo nhèo, xỏ tóc ra. Phía trước cũng có vài cọng, phía sau có vài cọng. Hiểu không? Và cái thằng chồng bỏ mình, nó cũng không mầm móng luôn nữa. Nói thôi không được rồi, ngày xưa nó làm vợ mình nó còn có được, mà từ khi nó xa mình tới bây giờ không biết tại sao nó lại như vậy. Trời ơi, bữa đó tôi nhìn nó tôi hết hồn, tôi nói tại sao bây giờ nàng trở thành như vậy, ghê gớm quá, tóc tai bùm xùm như là bà điên, đồ thì bèo nhèo nhăn nheo, thấy ghê quá. Nó xong nghe, có dịp nào gặp lại tự nhiên nó hỏi em tại sao, từ khi mà em sẽ anh vì sao mà em lại tàn tạ dung nhan như thế này, em có thể nói cho anh biết được hay không? Nói vì tôi biết khổ đau là do đàn ông tạo ra, nên từ khi mà tôi với anh xa nhau tôi không muốn thằng nào đến với tôi nữa cả. Tôi muốn đẹp thì là đẹp, muốn xấu thì là xấu, cái quyền của tôi. Nên anh biết rằng tôi là người đàn bà chung thủy, đã lấy một chồng thì không muốn thằng nào nữa. Nên tuy tôi xa anh, nhưng tôi luôn luôn giữ cái nếp sống của người phụ nữ Việt Nam. Thấy chưa? Cầu cho cái thằng chồng này chắc nó cũng xanh mặt xanh mày, chứ không có giỡn nghĩ vì nó nghe kiểu này rồi nó mới giác ngộ, nó tỉnh ngộ luôn. Nó nói, chào thì ra là nàng sao mình mà nàng như vậy là vì sao? Vì nàng không muốn mở trái tim của nàng ra, nên nàng mới để tóc bèo nhèo như vậy. Nên mấy cái bà mà chồng bỏ chồng chê, mấy bà làm giùm những đức đi, đúng không? Làm gì những đức Iraq như vậy cho những đức. Thì mấy bà yên tâm, mấy bà nuôi con rồi sau này á, con cái lớn khôn đàng hoàng rồi mấy bà vô đây. Được rồi, có cửa vô đây rồi đó, thấy chưa?
Còn bây giờ mà mấy bà mà chồng bỏ chồng chơi mà mấy bà diện cho cố đi, rồi mấy bà không có cửa vô đây đâu. Tại vì sao? Nó săn đón mình, nó săn đón. Đã là coi được thì nó săn đón. Trước cổng nhà một thằng, cuối đường một thằng, đường hẻm một thằng, cuối cùng nó chặn đầu đường đầu ngõ hết trơn. Chúng ta chạy đi đâu thoát đây? Nó cứ là đi theo, nó cứ là mua cái này, mua dầu thơm, mua cái này một kia, nó tặng hoài, nó tặng hoài, tặng với dính luôn, hiểu không? Còn nó thấy mình quá bèo nhèo, mặt mày thì ghê quá, kem phấn thì không đánh luôn, tóc tai cũng không gọi. Chịu thời gian, chịu thời gian thôi, phải không? Móng tay móng chân thì để ra móc đắt đen tùm lum, nhìn thì ghê quá, răng cũng không đánh luôn. Đố mà thằng nào mà nhào vô đó, bị coi thấy không? Mình muốn lo tu mà, nó muốn lo tu. Giờ muốn gì không? Muốn yên không? Nó muốn yên thì làm đi, tôi chỉ cho cái chiêu đó đó. Nó bây giờ mà chồng mà xa mà cái kiểu mà tối ngày mà gọi là chết chết luôn, đừng có nói chuyện dẫn chơ, thấy không? Nó đi đâu ra ngoài nghe dầu thơm nghe. À rồi, thời gian lụm lựu đạn, đừng có nói chuyện giỡn chơi á. À, nó không phải đơn giản. Người đàn ông nó nhìn mình, người đàn ông nó nhìn người phụ nữ khi xa chồng mà sao sao, nó đón người phụ nữ đó, hiểu không? Thì nó đến với mình, nó nên nó có một cô những đứa quen những đứa biết. Cô có hai đứa con thôi mà những đứa thấy cô rất bình dân. Từ 7-8 năm nay những đứa gặp lại cô cũng là như vậy, nên cô yên vô cùng luôn. Thấy cô không ăn diện hết chứ, không biết ở nhà sao mà thấy thì chắc gương mặt là không ăn diện, nó tóc tai bùm sùm. Nên mặt ngoài đen thui. Như vậy mà ta có niềm vui của nội tâm, đúng không? Người ta có niềm vui của nội tâm, thấy chưa? Nó có mà, có người đang ngồi đây nè. Cứ như vậy đi là Như Đức chấp nhận rồi đó. Tại vì sao? Thôi mệt lắm, đừng thêm nữa bạn ơi, khổ lắm bạn à. Cứ lo cho con đàng hoàng đi, một ngày nào vô đây, vô đây cùng với Những Đức nuôi với bà già. Trời ơi, cuộc đời vậy là quá ý nghĩa rồi, phải không? Cả đời nuôi có thằng chồng mấy đứa con, bây giờ được nuôi bao nhiêu trăm con người này, ý nghĩa quá. Tại sao không làm cái việc lớn lao cuộc đời đi, đúng không? Vậy là quá ý nghĩa rồi. Những Đức đi tu mười mấy năm, Những Đức thấy đây là xác thực luôn. Bây giờ điển hình Những Đức nói rất là mạnh dạn một câu, xác thực luôn. Những Đức đi tu mười mấy năm chỉ có niệm Phật, chưa từng Những Đức đi đến trường học gì hết. Nhưng nói đây một câu cũng như là mình nói thật quá đi. Có nhiều người đi học cũng chưa bằng Những Đức. Thấy xác thực. Bây giờ điển hình ở đây thôi, có nhiều người đi học cũng không bằng Những Đức. Tại vì sao? Vì Những Đức hướng dẫn được nhiều người niệm Phật. Chỉ có niệm Phật hướng dẫn được nhiều người niệm Phật. Và Những Đức còn tổ chức được nhiều chương trình cho người ta tu. Hình như đụng cái thứ gì Những Đức cũng làm được. Thì Những Đức thấy rằng là cái khả năng này toàn do ngay chỗ nào? Chủ tâm ngay câu Phật hiệu. Và xác thực rõ ràng là mình thấy có khi học nhiều mà lạ thay không áp dụng được. Cái học văn tự nó không áp dụng được. Lạ như vậy. Tại vì sao? Dùi mài kinh sử nhưng không giao tiếp con người. Khi gặp con người lại sợ. Khi vừa gặp con người sợ là mất sự tự tin. Khi mất sự tự tin thì không bao giờ làm được việc gì cả. Bản thân mình còn không dám tin mình thì làm được chuyện gì? Nhưng mình mỗi ngày niệm Phật và mình gặp được nhiều con người, mình đến với nhiều con người từ già trẻ bé lớn bầu bì sida đủ thành phần gì mình cũng gặp được. Niệm Phật giết rồi, dù ai bị bệnh truyền nhiễm gì mình cũng sợ luôn. Vậy là tới bệnh truyền nhiễm mình cũng không chạy luôn rồi, đúng không? Vậy có nghĩa là tất cả những cái về sự ở thế gian này mà trở ngại là đụng với chúng ta là người niệm Phật tín nguyện thì không trở ngại. Nếu như cái cuộc đời này
chúng ta sống mà không bị trở ngại. Vậy thì quý vị thấy tự tại không? Quá tự tại à. Không còn bị sự trở ngại nữa là tự tại rồi. Nên cuộc đời con người chúng ta bị khổ ngay chỗ là có trở ngại. Có trở ngại thì không tự tại. Còn không bị trở ngại là nhất định chúng ta tự tại. Nhớ nghe quý vị. Nên cái bài học của chúng ta là gì? Niệm Phật mỗi ngày đó là hạnh phúc lớn nhất, ý nghĩa nhất. Vì sao? Lấy chữ nhất để tán thán niệm Phật. Vì mỗi ngày niệm Phật ý nghĩa nhất là vì niệm Phật có mục tiêu đi về được tốt đẹp. Còn tất cả việc ở thế gian, dù có được nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con xinh, hạnh phúc cỡ nào, thì cuối cùng chỉ có mấy chục năm quá ngắn ngủi. Đây không phải ý nghĩa nhất. Mà ý nghĩa nhất là cuộc sống nhân sinh, được sống vui và chúng ta có một chỗ đi về. Đó mới là ý nghĩa nhất. Nhớ nha cái ý nghĩa nhất này nó mới đặc biệt nè. Chỉ có niệm Phật mới ý nghĩa nhất. Không có tạo sự nghiệp gì ở thế gian này mà ý nghĩa nhất hết trơn á. Nên cái câu những đức thường nhắc nhở là chọn hết bổn phận, thành bại tùy duyên. Nhớ nha. Nếu mà không chọn hết bổn phận thì ta nói mình bê tha. Nhưng mình chọn hết bổn phận, mình không đặt vấn đề nặng về cái việc thành bại. Thành cũng được mà bại cũng được, mình chỉ cần chọn hết bổn phận là được rồi. Thành bại tùy duyên. Nếu như quý vị mà được như vậy thì vô cùng là tự tại. Đặc biệt tự tại. Thấy không? Nên những đức nói rằng là niệm Phật mới là ý nghĩa lớn nhất. Bây giờ mình có con em đi học thì cứ đi học. Khi những đức gặp các cháu, những đức nói rằng các con cứ học hết lòng hết dạ. Nếu năm nay lên lớp cũng tốt, ở lại lớp cũng tốt. Tự nhiên quý vị đẩy con quý vị vào cái trạng thái con quý vị nó phải bị áp lực. Quý vị biết bao nhiêu đứa trẻ hiện tại vì cái chuyện học hành áp lực mà hại cả đời các cháu chưa? Quý vị nói rằng con quý vị có học vị thì sẽ có tương lai à? Chưa chắc. Có học vị chưa chắc có tương lai. Cho quý vị biết. Không có học vị cũng chưa chắc có tương lai. Như vậy cái tương lai nằm ở đâu? Cái tương lai nằm ngay cái đạo đức. Cái tương lai nằm ngay cái đạo đức làm người á. Nếu như có đạo đức, có học vấn thì tuyệt vời. Không có học vấn, có đạo đức cũng tuyệt vời. Nếu như có học vấn mà không có đạo đức thì chịu thua, càng ác. Còn nếu như mà học thức kém, có học thức nhưng mà không có nằm cái đạo đức vào hai vị trí đó thì chịu thua hết trơn. Nhưng mà chỉ cần có đạo đức nằm bên trong hai vị trí đó thì toàn là thành công hết. Họ đều thành công hết. Vậy thì có duyên học thì cứ học cho thật tốt đi. Học cho thật là tốt. Nhưng mà năm nay ở lại lớp thì sao? Vẫn bình thường, gặp người ta lên lớp. Ha, chúc mừng bạn nha, bạn lên lớp. Đặc biệt quá. Ủa còn bạn sao? Ở lại lớp rồi. Ủa sao kỳ bạn? Sao bạn ở lại lớp? Tôi thấy bạn vui bình thường quá vậy. Ủa ngồi. Ở lại lớp còn được vui hả? À, rồi ở lại lớp rồi buồn rồi. Cô giáo có cho lên lớp không? Tôi ở lại lớp rồi, không lẽ tôi đi buồn? Tôi buồn phải chi cô giáo, tôi buồn mà. Mà thầy giáo cô giáo cho tôi lên lớp thì tôi buồn tôi khóc để cho tôi lên lớp. Còn này tôi buồn tôi khóc cũng đâu cho tôi lên lớp đâu. Vì buồn khóc làm chi? Thôi bạn lên lớp thì bạn cứ lên đi. Tôi ở lại với cô giáo thầy giáo một năm nữa. Nếu như bạn có tư tưởng này thì bạn là người gì? Bạn có tư tưởng này thì bạn là lãnh đạo của những con người học vấn cao. Bạn lãnh đạo của người học vấn cao luôn. Vì sao? Vì bạn chỉ điểm họ, chứ không phải là họ chỉ điểm bạn đâu. Phải nhớ nha. Cái người mà có tư tưởng lạc quan như vậy là người lãnh đạo vị trí cao. Điều là đi chỉ điểm người khác. Người khác không có khả năng chỉ điểm họ. Họ có thể xây chuyển sở học của người khác luôn. Chỉ điểm cho người khác đến chỗ đó gì để làm vậy đó. Tại vì họ là tư tưởng của lãnh đạo, chứ không phải là tư tưởng của người đi làm công. Hiểu không? Tại vì sao? Họ quá tự tại rồi.
Người học vấn kia ai cũng ngưỡng mộ họ, ai cũng thích họ. Vì sao? Họ quá tự tại, họ không bị sự chối buộc kia. Bây giờ vợ bỏ họ, chồng bỏ họ, họ vẫn vô cùng đặc biệt bình thường. Những người kia nói rằng chồng mày bỏ mày sao mà tao thấy mày bình thường quá. Bộ mày không thương chồng mày hả? Thương chứ. Không thương sao cưới? Không thương sao đẻ mấy đứa con cho nó? Thương. Nhưng bây giờ nó quyết định nó bỏ rồi, thì nó bỏ rồi thì mình cũng phải sống cho tốt. Chứ nếu nó bỏ mà mình đi khóc thì nó cũng đâu có lấy lại đâu. Thì thôi thì mình cứ sống cho tốt đi. Nó thương thì mình nhờ, còn nó không thương thì mình chịu. Thôi đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Thấy chưa? Thấy không? Thấy tự tại chưa? Tại sao mình không sống như vậy? Mình đâu phải là mình đi bắt cằn, mình đi đá đổ, mà là do người ta không đồng ý mình nữa, người ta không chịu mình nữa. Không lẽ mình đi nài nỉ mình người ta? Mình chỉ có một lý do là gì? Anh hãy suy nghĩ kỹ, em hãy suy nghĩ kỹ đi. Chúng ta đã có con rồi. Anh không bao giờ muốn cái chuyện con mình đi với cha mà không có mẹ, con mình đi với mẹ mà không có cha. Anh không muốn như vậy, em không muốn như vậy. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta bây giờ đặt trách nhiệm về con, còn duyên chúng ta đã hiểu rồi. Anh suy nghĩ cho thật kỹ nha. Nó vẫn quyết định như vậy, được rồi. Chọn hết bổn phận thành bại tùy duyên. Vì thì quá đặc biệt rồi. Nếu như quý vị có thể làm được như vậy, vì thì cuộc đời này làm gì còn có cái khổ nữa. Quá tự tại không? Cái người này không có tiền vẫn tự tại. Vì sao? Vì cuộc sống của họ chắc chắn là có cuộc sống cơm ăn áo bằng à. Không có tệ đâu quý vị. Một con người mà vui vẻ như vậy, con người mà tự tại như vậy đó, con người này không có thất nghiệp đâu. Ai cũng muốn đem họ về cả. Tại vì sao? Họ là người tuyệt vời. Họ là luôn luôn là mặt tiền không à, chứ không phải trong đường hẻm đâu, đừng sợ. Xin thưa quý vị, một con người mà tự tại vui vẻ rồi đó, quý vị có đưa họ vô đường hẻm thì đường hẻm vẫn nổi tiếng. Còn một con người mà buồn chán rồi, dù quý vị có đưa họ ngay mặt tiền thì mặt tiền vẫn bị tối thui. Cho quý vị biết, thấy không? Nên cái cuộc sống học Phật là gì? Học Phật là chúng ta học được một cuộc sống nhân sinh. Học Phật là gì? Học Phật là để thông tình đạt lý. Học làm sao học ra được cái gì? Thông tình đạt lý của nhân sinh này luôn. Tất cả những cái gì đến với chúng ta đều không buộc ràng được chúng ta. Vì sao? Vì chúng ta đã hiểu được cái nguyên lý thân này còn bỏ. Cái thân là cái quý nhất trong cuộc đời chúng ta. Tất cả những sự thành công trong cuộc đời đều phải nhờ thân để làm. Như vậy mà thân còn bỏ ta, thân còn bỏ ta là cái của ta còn bỏ ta, không chỉ là cái bên ngoài người thân mình. Quý vị suy nghĩ thật kỹ đi. Của cải là cái bên ngoài, người thân là cái bên ngoài. Thân là cái chính để đến với của cải và người thân. Như vậy mà thân mình còn bỏ mình, biết được thân mình còn bỏ mình, như vậy thì tất cả những sự chối buộc trong cuộc đời không có cái gì chối buộc được quý vị. Vì sao? Vì hiểu được nguyên lý vô thường. Hiểu không? Trời ơi, nghe như vậy rồi tự nhiên trong lòng nó mát mẻ. Quá mát mẻ. Tại sao bạn cứ nặng nề với cái ngày mai? Bạn cứ nặng nề hoài với cái ngày mai. Hôm nay có cơm ăn thì nói không biết ngày mai có cơm ăn hay không. Tại sao chúng ta cứ nặng nề với cái ngày mai như vậy? Rồi chúng ta lại nặng nề với cái tương lai của con. Tại sao con người chúng ta lại như vậy? Từng đời ông bà cha mẹ, rồi tới đời ta tiếp nối con đường này. Chúng ta tới đời mình học Phật không đi con đường này. Con đường này không có đi nữa. Con đường mà nghĩ về tương lai cho con là không có đi. Tại vì sao? Con đường này mình chỉ có chỉ con mình đi, chứ mình không có tạo ra cái chuyện mà chúng ta phải nặng gánh trên vai. Chúng ta đã sanh nó cực, chúng ta đã nuôi nó cực, chúng ta cho nó đi học, chúng ta tạo dựng cho nó, chỉ nó một con đường. Nó đi thì tốt, không đi thì tùy nó. Hiểu không? Ai dạy gì cuộc đời chúng ta hy sinh để rồi khổ? Không nên. Sự hy sinh không phải là khổ, mà sự hy sinh là vì một cái duyên và một cái trách nhiệm của cuộc đời. Chứ không phải đi hy sinh để rồi đến chết mà khổ. Để đi đọa lạc đó là tự làm tự chịu, hiểu không? Chúng ta sanh con nuôi con khôn lớn, chúng ta không phải nặng gánh gì cái gì tương lai của con quá, mà không phải bỏ bê con, mà chúng ta phải tạo cho con một cái phước duyên, để về sau tự con có phước, tự con có tương lai. Chỉ con một con đường đàng hoàng, chứ không phải đem con, đem chồng, đem vợ, đem nhà để lên vai. Ta đi một mình còn nặng, để một đống lên vai như vậy thì càng ngày càng già, chúng ta càng ngày càng suy sụp,
Vậy thì con người chúng ta còn gì là hạnh phúc, còn gì là niềm vui? Nếu ta không có niềm vui mà ta nói rằng cha mẹ vì con, cha mẹ hy sinh vì con chỉ cần được hạnh phúc, cha mẹ nhìn con hạnh phúc thì cha mẹ vui rồi. Không có cái lý này. Không có cái lý mà cái gốc cây chết mà cành lá hoa quả tốt. Quý vị phải là người hạnh phúc, quý vị phải là người vui tươi, quý vị phải là người gặp bất cứ trở ngại gì cũng không khổ. Như vậy thì con cháu quý vị mới học theo mình, và mãi mãi nó vẫn là tán thán quý vị. Ngày xưa ba mẹ tôi, ông bà tôi là có một con người sống như vậy, tuyệt vời vô cùng. Ông bà cả đời có trách nhiệm nhưng không nặng gánh gì trách nhiệm. Đó là gì? Đó là tố chất của người học Phật. Tố chất gì? Tố chất giác ngộ. Tố chất giác ngộ phải nhớ nha. Nên hạnh phúc lớn nhất là gì? Niệm Phật. Ý nghĩa lớn nhất là gì? Niệm Phật. Vì sao? Đến chỗ tốt. Đến chỗ tốt. Có những người, người ta giàu vô cùng luôn, người ta lập ra một sự nghiệp cực kỳ lớn, vậy mà tới già người ta không có được đến chỗ tốt. Người ta nghĩ rằng bây giờ người ta sự nghiệp như vậy làm gì người ta xấu, nhưng lạ thay người ta lại không được đến chỗ tốt luôn. Dù người ta cắt bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu căn biệt thự, lạ thay người ta vẫn không được ở chỗ nào hết. Người ta có 3 căn biệt thự, có 3 đứa con, nghĩ rằng bây giờ 3 đứa con cho mỗi đứa một căn biệt thự, như vậy thì làm gì mình không có chỗ ở. Nhà lớn như vậy làm gì mình không có chỗ ở. Vậy mà ở không được. Vì sao ở không được? Mặt lớn mặt nhỏ. Chúng ta ở nhà nó, bây giờ là nhà nó, mình ăn cơm của nó, cuối cùng thì mình ăn cơm của nó. Đứa con hiểu thì được, đứa con không hiểu thì nó lại lúc vui lúc buồn với mình. Vợ chồng nó lục đục, chúng ta nhìn cái cảnh vợ chồng nó như vậy, ở trong đó nó nói đon ren. Từ nơi đó mà người già chúng ta ở không được. Cả đời chúng ta tạo ra một sự nghiệp như vậy, cuối cùng chúng ta không có chỗ ở. Như vậy thì chúng ta hy sinh để khổ à? Không nên. Chúng ta nên sống cuộc đời mình nhiệt tình nhưng rất vui vẻ. Thành bại tùy duyên, chúng ta không nên để trên vai nặng nề. Như vậy thì cuộc đời quý vị là làm tấm gương cho con người sống về sau học theo. Phước này lớn lắm. Phước này rất là lớn. Những đứa có tố chất này, có tư tưởng này nên những đứa rất thoải mái. Những đứa càng bực bội một cái vèo xong bỏ qua một bên. Nên trong cuộc đời con người giống như một đoạn đường đi vậy đó. Hiểu không? Có lúc thì chúng ta đi đoạn đường nó bằng phẳng, có khi thì chúng ta đi con đường ổ gà hoặc là đường vòng, hiểu không? Có khi thì đi đường thẳng, có khi thì đi đường cong. Như vậy thì cái tâm tính con người chúng ta cũng có lúc vui, có lúc buồn, có lúc thì hướng lên, có lúc thì hướng xuống, có lúc thì bế tắc, có lúc thì chúng ta rất là hưng thịnh về tâm. Con người phải theo trạng thái đó tự nhiên. Nhưng mà cái đặc biệt nhất của chúng ta là gì? Lúc nào cũng hướng đến A-di-đà Phật và nghĩ rằng tương lai tôi sẽ về thế giới cực lạc. Còn tất cả những việc thuận nghịch kia qua rồi, cho qua. Như vậy thì quý vị luôn luôn chọn cái đường đi gì? Tự tại. Chọn cái đường đi tự tại. Nên nhà Đức hướng dẫn các cháu trong chùa, nhà Đức nói rằng các con phải nhớ rằng là tất cả cái khổ đau trong cuộc đời là nền tảng để hướng đến thành công. Sự khổ đau là nền tảng hướng đến chỗ thành công. Mỗi lần chúng ta khổ đau, chúng ta bình tĩnh suy nghĩ cho thật là kỹ. Sự khổ đau này có giải quyết được vấn đề hay không? Sự khổ đau đó quá nặng nề hay không? Chúng ta phân tách cho thiệt kỹ sự khổ đau đó cần nên khổ đau nữa hay không? Khi hiểu rồi thì tự nhiên chúng ta không nên chọn khổ đau nữa. Hiểu rồi thì chọn khổ đau làm chi? Hiểu không? Nên mỗi một người chúng ta nghe được Phật Pháp phải nhớ, nó giúp cho mình sống rất là vui vẻ và tự tại. Tại vì sao? Vì mỗi ngày mỗi người chúng ta được niệm Phật, mỗi ngày được niệm Phật, đó là hạnh phúc lớn nhất rồi. Nên á, ngày Chủ nhật á, chúng ta đi đến đây cộng tu. Từng Chủ nhật nào á, ẩm ra ngoài đi chú. Từng Chủ nhật nào cũng là điểm quay về của mình. Nhớ nghe. Từng Chủ nhật nào cũng là điểm quay về của mình. Mỗi từng Chủ nhật chúng ta nhắc nhở nhau một chút. Mỗi ngày chúng ta nhắc nhở nhau một chút. Quý vị coi, đến với thế gian này chúng ta gặp nhau như vậy là quý quá rồi. Những đức khi ở ngoài đời gặp bao nhiêu bạn bè, gặp nhau là cái gì? Tạo nghiệp không à? Bây giờ chúng ta gặp nhau toàn là tu phước tu duyên không à? Quý vị thấy quý quá không?
Bây giờ ngày Chủ nhật á, là giống như một điểm trở về của chúng ta, cảm thấy bình an vô cùng. Quý vị cũng vui mà những đứa cũng vui nữa. Chúng ta có những tâm sự trong Phật Pháp, chúng ta chia sẻ nhau thôi, không có thầy bà gì cao siêu cả, hiểu không? Đó. Bữa nay ngồi trên cao biết đâu mai mốt ngồi dưới đất, con người lên voi xuống chó mấy hồi. Chúng ta đừng có đặt vấn đề gì quá cao, hiểu không? Đó. Nên mỗi người nào mà gặp những đứa kêu sư phụ, sư phụ, những đứa nói tôi chưa phụ tôi được nữa, tôi không có sư phụ ai chứ. Đúng không? Tôi khỏi đi mệt quá. Chúng ta chia sẻ cái gì hay thì học, cái gì làm được thì làm đi, nó lợi ích là tốt rồi. Niệm niệm nghĩ gì người miễn tốt là được rồi. Tôi không có sư phụ ai chứ nghe. Tôi thấy tôi chưa phụ tôi được nữa. Tôi thấy có những khi mà tôi dự định ăn hai chén cơm, vậy mà tôi ăn cái chén thứ hai tôi còn muốn ăn thêm chén nữa nè. Tôi còn chưa quyết định được đây mà. Mấy chú quay cái quạt lợi những đứt giùm chút, mấy chú nóng quá à. Những đứt khi vô chùa, cái góc độ những đứt khi mà hỗ trợ thầy lớn, nên duyên những đứt nó mới dày vô cùng. Nhìn thì thấy bình thường vậy, nhưng mà góc độ sâu, đối với một việc phụ người khác sâu sắc lắm. Nên nó mới có được cái sở học mấy năm trời mà bây giờ đi đến đây mới làm được việc gì quý vị. Nếu như những đức mà không chú ý như người ta thì cái câu những đức thường nói, sống trong cuộc đời này mà không nhìn được góc độ thì giống như chúng ta cứ mãi là cu ly. Thí dụ như đi, trong cuộc đời này đâu phải là mình chọn vị trí thấp hoài, có những khi có cơ hội vẫn là tiện lợi hơn trong cuộc đời chứ. Có cơ hội vẫn tiện lợi nhất trong cuộc đời. Nhớ nghe quý vị. Thí dụ những đức không phải ở vị trí này thì những đức muốn làm việc này được không? Rất là khó. Từ khi mình không có cơ hội thì mình chấp nhận số phận thôi. Còn nếu như mình có cơ hội thì mình nên phấn đấu cho nó tốt chứ. Thí dụ như chỉ cần mình có một cái tâm thiện thì mình cứ phấn đấu đi. Nó càng cao chừng nào thì nó càng giúp được nhiều người chừng nấy. Chỉ cần mình đừng có mà nghĩ rằng mình cao rồi, mình hơn thiên hạ rồi, để rồi mình tự bị té thì mình gán chịu. Nếu như mà mình được có cơ hội mình tiến lên thì mình nên tiến. Nên quý vị thấy không, tại sao mà ở đây những đức tổ chức nhiều chương trình như vậy? Vì nắm bắt cơ hội. Những đức làm như vậy đó mà những đức đã dọn con đường đi xuống rồi đó. Hiện tại những đức làm như vậy đó mà những đức chọn con đường đi xuống rồi đó. Tại vì sao? Vì đây là đủ duyên. Đủ duyên thì cứ phất cờ, còn không đủ duyên thì hạ cờ. Đúng không? Còn có rất là nhiều người trong cuộc đời này họ không biết nắm bắt cơ hội. Đủ duyên thì không tiến, mà không đủ duyên thì đi phan duyên. Không nên. Khi không đủ duyên thì vô cùng là tự tại. Còn đủ duyên thì chịu khó chịu cực chút mà làm, để tạo phước tạo duyên. Nên bây giờ quý vị coi, chúng ta cứ ào ào để làm những việc tốt đi. Cơ hội mà. Rồi tuần hai tuần nữa chúng ta tổ chức kiếm thị nữa nè. Tiếp tới nữa thấy chưa, kiếm thị. Mỗi lần tổ chức chương trình kiếm thị xong vui ghê lắm. Biết sao? Vì mình nghĩ cho người ta được lợi ích, mình thấy vui. Quý vị phải nhớ nè, bỏ ra là phúc báo, có tâm thu vào là quả tai. Khi bỏ ra thì nhất định có phúc báo, thì tự nó đến với mình là tự nhiên, không có quả tai. Nhưng làm cái gì cũng có tâm thu vào là quả tai. Nên có tập buông ra, càng buông thì càng có, càng có thì càng buông. Cả đời càng buông thì càng có, mà càng có thì càng buông. Cứ làm đi thì quý vị sẽ thấy nó tự tại vô cùng trong cuộc đời này. Hai bàn tay trắng không có cái thứ gì cả. Như vậy đó mà chỉ có một câu Phật hiệu thôi, mà bây giờ dùng tiền của chúng sanh đó, có nghĩa là khắp nơi nơi. Cái tự tại nhất của chúng ta là gì? Được dùng tiền khắp nơi nơi mà không bị dính.
Nếu như mà những đức mà tạo ra, coi chừng những đức không dám dùng. Nhưng mà cuối cùng bây giờ duyên đặc biệt vô cùng, chỉ đem Phật pháp giới thiệu. Vậy mà dùng tiền của chúng sanh khắp nơi nơi, đem cái duyên của họ đi làm việc tốt nữa, đem cái duyên của họ đi trồng duyên giùm cho họ, mình hưởng ké. Quý vị coi, đây mới là rất tự tại nè. Nó rất là tự tại. Từ nơi đó mà càng dùng tiền thì càng có nhiều, mà càng có nhiều thì càng dùng tiền. Rồi bây giờ chùa chúng ta hiện tại bây giờ là 1,000 người. 1,000 người đó quý vị. Trong mùa hè này 1,000 người đó. Khi mà ngôi chùa mới mà phát triển thì bị coi người ta đến đông cho thấy. Tại vì ngôi chùa mới bây giờ là nước nôi nó chưa ổn định đó. Đang xây cái hồ mấy tỷ bạc. Cái hồ nước đó. Khi nước nôi mà ổn định rồi là bắt đầu là ngôi chùa mới phát triển đó. Thì quý vị biết rằng Hòa Thượng ngày 81 tuổi rồi mà ngài còn tích cực như vậy. Không lẽ ta còn trẻ như vậy mà đi tiêu cực. Nhưng mà quý vị phải nhớ nghe, tích cực cái gì thì tích cực, nhưng nếu không lo cái chuyện giải thoát, như vậy thì tích cực sai đường. Chúng ta có thể hướng đến tích cực nhiệt tình, nhưng mà cái chuyện giải thoát nhất định phải lo, gầy dựng cao hơn. Nên những đức bận cỡ nào bận, nhưng cỡ nào phải móc câu niệm Phật mỗi ngày. Hồi sáng giờ bên kia cứ phòng cầm cái máy niệm Phật, cứ niệm suốt, niệm tới giờ qua đây. Buổi sáng thì không qua tu, chia sẻ Phật pháp 3 buổi, đúng một thời tu của người ta. Xong bắt đầu là ăn cơm xong về phòng niệm Phật, niệm Phật tới bây giờ luôn, cứ niệm Phật suốt như vậy móc. Rồi bây giờ các cháu mùa hè vô đây, những đức dẫn các cháu đi đâu, những đức cũng lên xe là bấm niệm Phật, các cháu niệm theo những đức. Rồi cho các cháu vô siêu thị chơi, những đức ngồi ngoài xe, những đức niệm Phật. Thử coi con người mình đi đến vị trí cao, hạ xuống tới vị trí thấp nhất coi sao được không. Có nghĩa là mình hướng dẫn bao nhiêu con người. Vì mình dẫn một đứa con nít đi, mình dẫn nó đi nhiệt tình không? Mình ngồi chơi với một đứa con nít, nói chuyện với nó được không? Làm đi. Làm được chỗ đó thì sở học mới rộng ra. Còn nếu như mình lên cao mà mình không hướng xuống thấp, một ngày nào trên cao té xuống cái rầm là bỏ mạng. Hiểu không? Nên từ nơi đó không? Hướng dẫn thì ngồi hướng dẫn gì? Có nhiều người gặp vô cùng quý trọng, chở các cháu đi siêu thị, ngồi ngoài xe đợi các cháu làm tài xế. Một đứa nhỏ người ta còn làm tài xế được mà. Rồi dẫn các cháu đi tham quan chùa chiền, làm chương trình này chương trình kia, để chi? Kỷ niệm cho các cháu sau này, lâu lâu cuộc đời các cháu coi lại, ô mình đã từng có kỷ niệm trong chùa như vậy như vậy. Cuộc đời các cháu trên đoạn đường đời, có những đứa thì hạnh phúc, có những đứa thì khổ đau, biết đâu một ngày nào khổ đau nó nghĩ lại những buổi đó rồi nó có chỗ quay về. Quý vị có chỗ nương tựa quay về. Bây giờ dù nó chưa có phát tâm, nhưng mà về sau trong cuộc đời nó có những sự khổ đau, nó có điểm để nương tựa, mình đã cho nó tư tưởng hết rồi. Giúp cho con người đâu phải nhất thiết là phải được liền. Có những cái giúp con người nó phải có thời gian mới được. Từ nơi đó cứ gầy dựng đi, cứ chân thật gầy dựng đi thì nó sẽ tốt mà. Nên những đức chỉ có cái tâm nghĩ như vậy thôi. Nên việc gì những đức cũng làm, từ cái nhỏ gì cũng làm. Rồi tuần này mới bắn mấy miếng tôn cái nhà ăn á. Tại vì mưa quý vị nó thạt, còn cái nhà ăn đang xây chưa xong. Quý vị biết cái lượng người như vậy, chùa mình bữa nay là khoảng 600 người trong chùa. Thì quý vị nghĩ cái chùa gì 600 người, thì quý vị nghĩ chen chúc cỡ nào chưa. Nhưng mà lạ thay là nó vui. Nó vui là ngay cái gì? Tình người. Giữa con người đến với con người với nhau quý vị. Con người đến với con người với nhau mà nó vui. Rồi bắn mấy miếng to xong, hồi sáng đứng để sắp mấy cái bàn á. Sắp cái bàn cho mấy cô chia cơm. Tại vì nhìn chủ nhật á, đứng ở trên lầu bên khu tăng, khi mà chia sẻ Phật pháp tu xong với quý vị á, qua bên kia xong những đức đứng, những đức nhìn xuống, những đức thấy quý vị á, xuống một cái mấy cô sắp xếp vị trí cơm nước tùm lum, nó tứ lang tang phải không. Bắt đầu bữa nay bắn cái đó xong rồi bắt đầu là những đức sắp một cái hàng bàn từ bên kia là mép bên tay phải không, mình đi vô chỗ đó thì mép bên tay phải, từ mép bên tay phải là cơm, phát cơm, rồi
bước qua một bên nữa là đồ ăn, rồi bước qua một chút nữa là canh, rồi kế cái hồ nước á là nước uống, hột é hay là sữa đậu nành gì đó ngay chỗ đó. Thì bây giờ mình bước xuống cái là mình nhìn ha, cơm, đồ ăn, rồi rau, rồi canh, rồi nước uống, đi một lọt như vậy đó. Mình xuống cái là mình đi vòng vậy, rồi mình bước ra vị trí, mình chọn chỗ nào đó mình ngồi mình chọn. Nhưng mà vị trí của các cô nó ngồi ổn định, vị trí như vậy. Biết gì không? Nó thành một mô hình. Khi sau này những ngôi chùa bên kia phát triển thì nó cũng là một mô hình như vậy, cũng như phương pháp tu vậy, Đức hướng dẫn á. Bây giờ điểm nào mình cũng như vậy. Giờ tu là y rang với nhau, cái vô tu là mô hình. Vậy thì cái chuyện việc làm cũng là mô hình. Đưa ra một mô hình, về sau tất cả các điểm khác lập trình ra là gì? Là mô hình. Hiểu không? Thì thấy một cái việc rất là nhỏ, nhưng mà cái người đứng trên mình có cần phải quan sát không? Cần quan sát. Nhưng quan sát xong, sắp xếp xong, phải để cho người ta phát huy. Còn nếu bây giờ mình đã sắp ra rồi mà mình lại bo đi theo hoài, mình canh gì thì không được, khổ rồi, không nên. Ví dụ như người làm cha làm mẹ, chúng ta có thể dạy cho con mình một cái việc đó, một cái việc đó, rồi chúng ta đưa lên tư tưởng cho con mình, làm đi con. Rồi con làm có gì sai, cha mẹ chỉ lại. Rồi con làm đi để con phát huy. Còn nếu như bây giờ mình làm cha làm mẹ mà mình cứ sợ con mình làm hư, rồi mình cứ bo bên cạnh hoài, mình canh nó hoài, thì mình canh nó làm không được. Khi mình canh nó sợ quá nó làm không được. Mình để cho nó phát huy thì lần này hư nhưng lần sau nó có cơ hội hơn, nó sẽ trưởng thành. Mỗi lần nó làm sai là mỗi lần nó trưởng thành, nó hướng đến cái điều đúng đắn. Mình chỉ điểm từ từ là mình mo từ từ thì con cháu mình mới thành công. Giống như những đứa sắp ra rồi thì mấy cô mấy chú tự làm đi, chứ những đứa không có ở đó, những đứa không có canh đâu, canh chi cho nó mệt, đi về phòng ngồi niệm Phật còn sướng hơn, hiểu không? Đó cái gì coi á. Nên á, người làm cha mẹ làm á, vị trí cao trong một vị trí nào, chúng ta phải là người tỉ mỉ từng chút. Mình đưa lên tư tưởng cho người ta, rồi xong mình để cho người ta phát huy, vậy là đúng. Nhưng tất cả các việc mình phải nắm được, nắm rõ được và biết được, vậy thì sự việc của mình nó mới thành công. Còn nếu như bây giờ mình bê tha, mình bỏ đại bỏ càng, vậy thì cũng không được. Nên cả một cái ngôi chùa lớn như vậy, bên kia rồi nó cộng lại 1,000 con người. Quý vị nghĩ đi, 1,000 con người này, bây giờ quý vị quản lý con người làm sao được đây? Cũng như á, bây giờ bên kia 50+ thằng con trai, mấy chú nói trời bộ tôi canh tụi nó cực chết luôn, nó canh tụi nó canh đầu này nó chạy đầu kia, canh đầu kia nó chạy đầu nọ. Nhưng Đức nói á, Đức Phật không có làm chuyện như vậy. Đức Phật không có làm như vậy. Cuộc đời Đức Phật tự tại lắm. Vì sao? Vì Đức Phật không có làm như vậy. Quý vị biết vì sao Đức Phật tự tại không? Đức Phật lý luận về lời nói, kích động vào thẳng tâm con người, chỉ điểm ra được cho con người để phát huy khả năng mình. Nên Đức Phật dùng 49 năm làm cái gì? Thuyết pháp thôi. Đức Phật chỉ là lý luận về tư tưởng cho con người được nghe thôi. Khi con người được nghe thì người nào tiếp nhận được bao nhiêu, thành công bấy nhiêu. Còn người nào không tiếp nhận thì theo nhân duyên đó mà tự biến mất. Nên Đức Phật rất tự tại. Còn nếu như bây giờ một con người mà chúng ta đi canh họ thì cuối cùng chúng ta rất phiền não. Vì sao? Giống như chơi trò mèo đuổi chuột vậy đó, thì phiền não lắm, hiểu không? Nên cả người làm cha làm mẹ cũng vậy đó. Mình có những cái thương con, nhưng có những cái quyết định cho con. Nên bất cứ một con người làm việc lớn nào, mình cũng phải có một cái tố chất là một con người quyết đoán. Người làm việc lớn mà không có tố chất của một cái việc mà quyết định thì nhất định quý vị sẽ rất thất bại. Có những cái quý vị phải độc tài. Tại vì người làm cha làm mẹ có những cái phải độc tài. Tại vì độc tài rồi mới rèn luyện con. Còn nếu như quý vị không độc tài được đối với con mà để cho nó lướt qua mặt quý vị một lần hai lần, thì từ đó về sau quý vị sẽ hoàn toàn thất bại đối với nó. Nên nhất định mình là người chủ gia đình hay chủ đoàn thể phải độc tài một hai cái. Tại vì mình nhìn nhận cái này là đúng, cái này là được, thì phải độc tài cho mạnh tay. Để làm chi? Để khung hoàn toàn vị trí đó trở thành mục tiêu. Rồi lúc đó quý vị
mo nó như thế nào nó cũng được thành công. Còn nếu như quý vị bị người ta lướt qua mặt quý vị, thì từ đó về sau nhất định gia đình và đoàn thể này nhất định tan nát. Vì sao? Vì nó không có được cái vị trí là khuôn khép thì thất bại rồi. Nên quý vị biết rằng tất cả những người làm việc lớn phải có tố chất của độc tài. Độc tài nhưng đừng bao giờ kiêu ngạo ngã mạn. Nhớ nghe, có những người người ta rất độc tài nhưng mà người ta ta đây luôn và kiêu ngạo luôn nằm trong bên trong. Khi người ta độc tài rồi thì cái sai người ta không sửa luôn. Vậy thì trở thành kiêu ngạo ngã mạn và đi vào con đường sai lầm. Khi mình độc tài mình quyết đoán lần này mình sai, nhưng mà đối với cái người chưa hiểu biết mình không chấp nhận mình sai. Không chấp nhận mình sai, nhưng ở phía sau đó mình phải tự điều chỉnh sửa lại. Thì tự người dưới tay sẽ nhìn ra rằng con người này là lãnh đạo nên họ không thể nào chấp nhận họ sai được, nhưng mà họ tự sửa đổi họ, từ từ họ trở thành hoàn chỉnh tốt đẹp. Còn nếu như con người không hiểu biết, mình trước mặt họ mình cho rằng mình sai, như vậy thì họ theo cái bước đó mà họ leo qua luôn, thì chúng ta không thể nào làm tố chất của người lãnh đạo được. Nên người lãnh đạo độc tài nhưng có khi không bao giờ chấp nhận mình sai. Nhưng mà mình biết mình sai thì tự sửa, chứ không bao giờ chấp nhận mình sai. Nhớ đó. Nên một con người mà có thể làm được cái việc quản lý một nhân sự đông như vậy không đơn giản. Nhất là nhiều con người mà người già nữa. Trời ơi, nói đầu này quên đầu kia, nói đầu kia quên đầu nọ, hiểu không? Nhưng mà quý vị vẫn giữ được cái tâm là ngay chỗ nào? Nhờ niệm Phật mà ra. Tại vì sao? Cái tâm của mình là trụ ngay câu Phật hiệu nhiều hơn những việc đó. Nên cái sự an lạc của nội tâm mình nó rất là đặc biệt, rất là cao. Thí dụ như bây giờ nhà mình có 2-3 người đi, con mình sanh ra nuôi không lớn. Vậy đó mà mình nói con hôm nay không được đi chơi nghe. Bữa nay không có lấy xe đi chơi nghe chưa. Vậy đó mà một chút xíu nó mở cửa sau, cha kêu bữa nay ba nói với con là không được đi chơi nghe, bữa nay ở nhà cho ba. Thì bắt đầu nó ra phía sau nó nói với mẹ, nó nài nỉ mẹ. Cái bà mẹ bà mở cửa sau cho nó đi. Bà mở cửa sau cho nó đi xong á, bà vẫn ngồi bà canh cửa. Bà vô mùng mà bà không ngủ đâu, bà canh cửa đến giờ đó bà ra bà mở cửa cho nó gì. Nếu mà có cái điểm này thì gọi là câu gì? Con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà. Mà cái gia đình mà như vậy, lỗi không phải hoàn toàn người đàn bà, mà lỗi nằm hơn 50% là do người đàn ông. Vì sao? Vì người đàn ông không quyết đoán mạnh mẽ khi biết được sự việc như vậy. Mình biết mà mình không giải quyết, không giải quyết thì người ta leo từ từ, thì tức khắc thành hư. Nhưng mà quý vị quyết đoán một hai việc được thì từ đó vì sao không dám nữa. Có những cái phải cần quyết đoán là phải quyết đoán. Thí dụ như những đứa có thằng cháu, nó đi tu. Nó đi tu xong cái tự nhiên cái nó đi về. Nó đi về để lên tấm giấy thôi. Thì mình cũng hiểu cái tính nó là vì nó quý mình lo cho nó, mình khuyên dạy nó nhiều quá. Mà khi nó đi nó không có nở lòng, nó nói thẳng với mình được. Có những con người như vậy đó quý vị. Có những con người là tình cảm người ta không có nói được. Nhưng mà càng sai thêm chứ không có được lợi ích gì chứ. Tình cảm là tình cảm nhưng cần rõ ràng là phải rõ ràng, phải nói. Nên á, tình cảm mà ái nhiễm là ngu si. Tình cảm mà trí tuệ là từ bi. Hiểu không? Nên tình cảm phải có trí tuệ thì nó mới là từ bi. Nên cái từ bi và trí tuệ nó phải đi đôi. Nếu như con người từ bi mà không có trí tuệ thì nó trở thành ngu si. Mà con người trí tuệ mà không từ bi thì trở thành cái ác. Nguyên lý của hai câu này nó gom lại. Nên có rất là nhiều người chúng ta khi giúp họ lo cho họ, lỡ họ có cái việc gì sai họ không dám tỏ bài cùng ta. Đây là việc cực kỳ sai của một con người. Chúng ta là con người phàm phu, ai cũng có cái sai. Nên khi chúng ta lỡ sai, chúng ta phải dám tỏ bài ra, để chúng ta cùng gánh với nhau, giúp nhau để vượt qua cái khó khăn. Như vậy mới là có trí tuệ. Còn nếu như bây giờ được nặng tình và thương yêu, nhưng mà mình sai mình không dám nói, mình âm thầm tự mình đi, như vậy là mình là người hoàn toàn sai và đi vào con đường tiêu cực, thất bại. Nhớ nghe, những cái điều học tập này hay lắm á, rất là hay đó quý vị. Nên thằng cháu nó đang tu tự nhiên nó đi để lên tấm giấy thôi, thấy không? Nó thì xong vài ngày sau nó điện thoại lại, nó nói thôi thầy cho con về lại đi. Nhưng Đức nói
phải trả một cái giá rất đắt với sự chọn lựa của chính mình. Thôi con đừng về nữa, đi đi. Mấy năm nay ở đây học tập được, hãy áp dụng trong cuộc sống mình đi. Người tu hành đâu phải chỉ có cạo đầu mới là tu hành đâu. Tu hành có nhiều hình thức, hãy chọn hình thức gì phù hợp cho mình tu đi. Một mình dễ đi hơn. Những đức khi đi tu cũng có cái thằng em nuôi, nó rủ mình đi tu, nó lại dẫn mình đi tu. Nhưng mà khi những đức biết đạo thì nó lại muốn đi tu chung với những đức. Thì những đức nói không, mỗi thằng mỗi đường, chọn đi, mỗi thằng mỗi con đường. Nó hỏi vì sao, vì sao anh không cho em đi chung? Những đức nói tôi biết chuyện đi tu cũng không dễ, khi đi vô trong chùa cũng nhất định cũng bị sự hà hiếp. Thà một mình tôi chịu đựng được. Tôi sợ có người thân bên cạnh sẽ ra mặt. Họ ra mặt họ cự, tôi tức cự theo. Cuối cùng hai thằng xách gói đi luôn. Nên tôi đi một mình, có sự gì chịu đựng, một mình tôi chịu. Không ai biết tôi, dễ chịu đựng hơn. Nên em đi con đường em, anh đi con đường anh. Sau này có duyên gặp lại, thì thằng đó sau này về cưới vợ. Những đức thì đi một mình, đi tu tới giờ luôn. Nó đi có vợ, thấy không? Nên sự thành công của một con người nhìn đối thủ đi với mình. Cái đối thủ này đi với mình có thể cùng bước với mình không nè, thì được, thì cho đi. Còn mình nhìn cái đối thủ này nhất thờ thì dạt mày qua một bên luôn. Tại vì sao? Vì con đường mình phải thành công, nhất định con đường mình phải đi. Tại vì mình đã chọn rồi mình phải đi. Còn đi với con người yếu đuối mất công là sự nặng gánh, không được lợi ích gì. Trong khi ban đầu mình yếu mà nó kéo mình là té luôn. Nên thà mình gây dựng từ ban đầu cho nó mạnh đi, sau này không ai kéo được mình nữa thì không sao. Nó nên Phật pháp dùng cái câu gì? Tùy duyên. Tùy duyên cực kỳ hay. Nên khi quý vị mà nghe được Phật pháp rồi nhớ nha, khuyên người tu nhưng tùy duyên. Mình tu được mới là hay. Người ta khổ tùy duyên, ta vui mới tuyệt vời. Như vậy thì ý nghĩa này như thế nào? Không lẽ người ta buồn mình cười? Không phải. Người ta cười mình cười, người ta khóc mình khóc, mà khóc thật lòng, khóc vì người ta. Nhớ nghe, thật lòng thương tiếc khóc vì người ta, nhưng riêng mình không đau khổ. Vì tội nghiệp người ta quá khóc thôi chứ có gì đâu đau khổ, đúng không? Còn nếu như mà khóc mà bị mê mờ thì cái này là mình ngu si. Vui, vui mà không biết phương hướng thì cũng là ngu si. Nên người ta cười mình cười, người ta khóc mình khóc. Nhưng khóc là thương tâm, khóc là đồng cảm. Đồng cảm rồi mới chuyển xe. Tại vì khi khóc là đồng cảm, đồng cảm gần gũi thương yêu, rồi lúc đó mới nói nguyên lý của cái khóc, có giải quyết được vấn đề gì hay không, họ mới tiếp nhận mình. Còn nếu như bây giờ họ khóc mà mình cười thì họ quay là họ ghét mình. Tao khóc mà mày cười, dùng cái thứ vô tình vô nghĩa, nên sao mình khuyên được nó đây, hiểu không? Nên nó khóc mình cũng khóc, khóc rồi mình mới chuyển say nó, vậy là đúng đó. Nên cái nguyên lý của Phật pháp nó hay vô cùng hay. Nên càng học Phật quý vị thấy không, nó có nhiều nguyên lý đặc biệt chưa? Nó tự nhiên phát sinh, gọi là pháp sanh tự nhiên đó. Nó không phải là ghi chép. Nếu bây giờ cái bài chia sẻ này mà nó có ghi chép ra đó, thì nó lập luận theo cái ghi chép có sẵn, gọi là pháp chết cứng. Còn nếu như bây giờ ngồi mà nói như vậy theo cái tự nhiên, quan sát vì con người đang nghe, như vậy thì pháp sanh tự nhiên. Quý vị cũng thành tự nhiên mà nghe. Vậy thì ai buồn ngủ thì cũng tự nhiên mà ngủ. Đúng không? Nó hoàn toàn nó tự nhiên hết trơn. Mà là tự nhiên thì nhất định là có duyên. Mà không tự nhiên là thành vô duyên à. Quý vị nhớ ra nghe, nó tự nhiên là nó thành có duyên liền, giống gì chứ. Nên con người chúng ta nghe đạo tu hành rồi đó, nhất là những người xuất gia tu đạo, chúng ta phương hướng phải chuẩn. Trời, mình là người xuất gia tu đạo làm được nhiều việc lắm á, chứ không có giỡn đâu trời. Tại vì sao? Cái hình thức của Phật á, cái hình thức đệ tử Phật á, phước nó lớn, nên người ta tin mình nhiều lắm. Nhờ cái cơ hội ta tin mình nhiều mà mình có cơ hội làm được nhiều việc. Ví dụ những đức ngày xưa ngoài đời cư sĩ, những đức có làm được việc gì đâu, không ai tin chứ nghe. Nhậu nhạc bê tha gái gú sao tin, không ai tin chứ nghe. Bây giờ xuất gia rồi tự nhiên ta tin à, thì người ta tin mình nắm bắt cơ hội này mình làm, mình làm nhiều việc tốt à. Vậy thì sao? Nên những người xuất gia còn trẻ phải có một góc độ cho sâu. Những đức nói thiệt cho quý vị nghe nghe, nếu những đức mà
khoảng 29, 30 tuổi rồi, 25, 18 tuổi rồi mà đi tu á, cạo đầu xuất gia nghe, là những đức đi vô trong ngôi chùa, những đức sẽ quan sát cái ngôi chùa đó. Quan sát ngôi chùa đó sao? Mình vô ngôi chùa này xuất gia mình tu, ngôi chùa này ông thầy chủ trì này làm cái gì? Ông làm cái gì? Phật pháp là gì? Phật pháp nguyên lý là lợi ích chúng sanh. Vậy ông làm cái gì lợi ích chúng sanh? Phải quan sát chỗ này cho thật kỹ, quan sát cho thật là kỹ. Rồi ông làm việc cho chúng sanh, rồi tôi sẽ chung tay ông nhiệt tình làm việc cho chúng sanh. Còn nếu như ông mỗi ngày ông điều khiển tôi đi cốc cốc can can đi kiếm tiền, kiếm cuộc sống, ủa, tôi sẽ nói thẳng với thầy, thầy ơi, thật sự với thầy à, nếu như mà cái cốc cốc can can này đi kiếm cơm ăn đó thầy, thì con ngoài đời làm cư sĩ đi làm thoải mái hơn có cơm ăn. Con không thể nào chọn cái phương pháp cốc cốc can can kiếm cơm ăn thầy à. Con không chọn phương pháp này. Nếu như con ở đây với thầy, thầy có duyên xuất gia cho con. Nhưng con đang suy nghĩ con phải chọn một phương hướng khác. Tại vì phương hướng này con không đi theo với thầy được. Con đường thầy đi đi. Thầy xuất gia cho con cảm ơn thầy. Nhưng con đường này con không đi chung với thầy được. Vì con không phải chọn đi xuất gia để làm việc đó. Thật lòng là con không chọn làm việc đó. Chúng ta dám nói thẳng mạnh dạn một câu như vậy vì sao? Vì mục tiêu chúng ta đi tu không phải vì việc đó. Người cư sĩ người ta rất mến mộ người xuất gia. Tại sao chúng ta không dùng cái mến mộ này để làm những việc lợi ích trong Phật pháp? Đó là cơ hội của cuộc đời của người chúng ta được sinh tồn trong thời gian mấy chục năm. Tại sao chúng ta không làm? Để mất cái thời gian tuổi trẻ thì cơ hội già chúng ta làm được gì? Nên cái góc độ của người xuất gia phải xong. Rồi xong chúng ta nhìn ra được một mô hình, một con người nào đó có tư tưởng gì chúng sanh. Và chúng ta nhìn thầy xuất gia của mình ăn tình, thầy đến với con đến với thầy, ăn tình là có, nhưng sự việc của cuộc đời là hai. Con không thể nào đặt tình cảm vào sự việc được, nên từ nơi đó con phải xa thầy. Con đi đâu vậy thưa con? Con đi đâu? Thầy xuất gia cho con mà con đi đâu? Con phản thầy phải không? Không, con không phản thầy. Vì sao? Vì con vẫn tu đạo là không phản thầy. Thầy cạo đầu cho con cảm ơn thầy. Nhưng con phải làm những việc mà người tu cần phải làm. Nên con cảm ơn thầy, con sẽ làm những việc có lợi ích cho người khác, là con cảm ơn thầy chân thật. Nên con thấy có cái nơi đó làm những việc có lợi ích cho con người khác, con đến nơi đó, con cùng chung tay với người đó để con làm cái việc ý nghĩa. Một mình con làm không được, con thấy người đó làm được, con chung tay với người đó làm những việc lợi ích này để làm một người xuất gia sống có ý nghĩa. Tu hành tình cảm vượt qua luôn. Chúng ta vượt qua cái sự tình cảm buộc ràng luôn. Vượt qua, không bị cái sự mà câu thúc, hoặc là không bị những lời thị phi, không bị những cái sự thương ghét áp đặt luôn. Vượt qua luôn thì tức khắc quý vị tự tại, cực kỳ tự tại. Quý vị nghĩ những đức nói như vậy, những đức có làm được một phần nào không? Chắc chắn là được rồi. Chắc chắn là những lời thị phi nó không áp đặt được những đức rồi đó. Cái mặt những đức nó chai như xi măng như mà. Thị phi nào mà nó áp đặt được nữa, quý vị nghĩ đi. Nếu như mà những đức mà dễ bị kích động như vậy thì không có thể nào mà nuôi chúng này mà nuôi nhiều cô trẻ được gì đâu quý vị. Hiểu không? Nó làm gì không có thị phi. Mà đã là nuôi người con gái trẻ thì quý vị biết rằng làm gì không có chuyện này chuyện kia mà gọi là bị người ta nói này nói nọ. Bây giờ quý vị nghĩ đi, người trẻ người ta đi tu, quý vị là một ông thầy hướng dẫn, quý vị không vui cười thì làm sao người ta sống nổi? Công nhận không? Không lẽ mỗi ngày A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật giảng sanh đi không được cười, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chỉ có niệm Phật giảng sanh không được nói giỡn gì hết trơn á, không được cười, chỉ tu hành thôi. Họ tự nhiên họ ăn, họ nói bữa nay đồ ăn ngon quá, tu hành mà ngon dở gì, ngon dở gì cũng ăn. Chỉ cần nuôi thân được mà thôi, ngon dở gì, còn ngon còn dở là không phải người tu. Sao khó quá, cái gì cũng không được hết trơn, cười cũng không cho, thấy không? Nói đẹp cũng không được, mà ăn ngon cũng không cho nó ngon nữa, sao mà khổ quá vậy trời. Nó sống như mình thời gian, bắt đầu nó làm sao quý vị biết không? Nó đờ, thì thấy chưa? Tại vì sao? Vì quý vị không nhận thức được nhân sinh của con người. Cái căn tính con người chúng ta là tu tịnh độ, là cái pháp nương vào
cái bổn nguyện của Di Đà để mà thành tựu. Chứ không phải là mình tu cái pháp tự lực mà mình phải dẹp sạch như những người nói rằng gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Để bị gặp cái bị giết tá tá lả âm binh, nhưng cái bị không biết, không biết cái gì chân là te tu luôn á. Bây giờ chúng ta là niệm A Di Đà Phật, chúng ta nương vào bổn nguyện của Phật, chúng ta sống cuộc sống nhân sinh. Tịnh là gì? Tịnh là nơi nào cũng tịnh, mà độ là gì? Độ là nơi nào cũng độ. Nên gọi là tam căn phổ độ phàm thánh tề thâu. Tịnh là nơi nào cũng tịnh, độ là nơi nào cũng độ. Còn người tu pháp tự lực là phải tịnh từ tâm thật sự, để dẹp sạch tất cả những vọng niệm luôn thì mới thành tựu cuộc đời tu. Chỗ này chúng ta làm không được. Nên chúng ta đem câu Phật hiệu này áp dụng vào cuộc sống. Mỗi ngày chúng ta sống rất là vui, rất là tốt, sống bình thường. Nhưng chúng ta có một phương hướng đi, chúng ta niệm Phật hướng về cực lạc. Còn cuộc sống nhân sinh thì tự nhiên, sống vui vẻ, những việc ác thì cố gắng đoạn, những việc thiện thì cố gắng làm. Như vậy thì tuyệt vời rồi, gia đình thì được hạnh phúc. Hạnh phúc nhưng biết nó không tồn tại, hiểu không? Hạnh phúc gì trong cuộc đời này vẫn biết nó không tồn tại. Vì một ngày nào chúng ta phải xa nhau, vì tuổi già là phải chết. Điều hiểu cái nguyên lý hạnh phúc thế gian không tồn tại, chỉ có cực lạc mới tồn tại. Vậy thì quý vị chân hạnh phúc đó. Còn bây giờ có người ta hạnh phúc là người ta chấp vào hạnh phúc. Người ta hạnh phúc, người ta chấp vào hạnh phúc. Quý vị coi, có những người phụ nữ đang được hạnh phúc, trời ơi, trong lòng của họ cảm giác rằng là như thế nào? Họ cảm giác rằng cuộc đời này không ai bằng họ, quá hạnh phúc. Chồng thì đẹp trai, tướng phong độ, có sự nghiệp, niệm ấm chân im. Tự nhiên thấy mình ô sao hạnh phúc quá. Quá hạnh phúc rồi, đúng không? Nhưng mà tự nhiên một ngày nào nghe một cái rầm, nghe một nguồn tin như sét đánh ngang tai. Chồng của em có vợ bé. Trời ơi, từ một cái điểm cao ở trên đang ngồi mà nó ngã xuống. Quý vị nghĩ sao, có không? Có đó, cho quý vị biết đó nghe. Trong cuộc đời này á, không có bất cứ một việc gì viên mãn đâu nghe. Quý vị nhớ nè, chồng mình á, số 1, chồng mình tuyệt vời, chồng mình số 1, chồng mình tuyệt vời. Đã là mình nhìn được nó số 1 tuyệt vời, thì cũng có nhiều người nhìn nó số 1 tuyệt vời. Cũng như vợ mình số 1 tuyệt vời, thì cũng có nhiều người nó nhìn vợ mình là cũng số 1 tuyệt vời. Có sự tranh cạnh. Cuối cùng thì như thế nào, ai biết được nó ngã về bên nào. Mình nhìn được ngon thì người ta cũng nhìn được ngon chứ. Nên trong cuộc đời này ai biết được cái tâm con người ta có khi nhẹ dạ, siêu lộng. Nên chúng ta cỡ nào cũng phải còn một chút mình dựa. Chứ đừng có hoàn toàn khi mà lỡ chuyện gì xảy ra, rầm, không biết dựa đâu, thì tiêu rồi. Nên con người sống trong cuộc đời này, dù cỡ nào chúng ta phải có một cái lập trình gì, lập trình lỡ có sự việc xảy ra. Lỡ có sự việc xảy ra, nên quý vị biết những đức đang á, là phơi phới đi lên, nhưng những đức luôn luôn là nói cái đi xuống không à. Thường nói cái đi xuống đi chi. Như ngày xưa trên kia 5 năm tới 4 năm rưỡi là những đức ưa nói câu gì? Lỡ mai mốt không quản chúng. Nên nhiều người cứ nói, trời ơi, chú quản chúng ở đây nó quen như vậy, ai cũng quý chú mà gì mà mốt, lỡ mai mốt quản chúng. Những đức cứ nói hoài câu lỡ mai mốt không quản chúng. Thầy kêu tôi nghĩ liền. Tại vì mình biết cái ngã người mình cũng lớn. Nếu mình không nói gì á, mai mốt ổng kêu mình nghĩ, mình cự lại làm sao, thì cuối cùng mình thất bại rồi. Nên mình thường nói là mai mốt lỡ kêu tôi nghĩ liền. Mai mốt lỡ kêu tôi nghĩ liền. Rõ ràng ông thầy ổng kêu mình nghĩ thiệt chợ. Ông kêu mình nghĩ một phát, mình nghĩ liền. Tại vì sao? Tôi đã nói rồi, kêu tôi nghĩ liền. Mà có nhiều người lại đặt câu hỏi nha. Công nhận thầy cũng ghê nha. Chú mới đi tu mà ghê thiệt á. Biết trước luôn ha. Biết trước luôn ha. Trong bụng mình á, tu mà phải biết chứ. Cho thật sự quý vị rằng cái lý luận trong nhân sinh thì biết liền, chứ biết trước cái gì. Bất cứ cái gì thành tựu trong cuộc đời này, có thịnh thì có si. Nhớ nghe, nó thịnh nhất thì phải si lại, mà si rồi thì thịnh lên. Nên giáo pháp Đức Thế Tôn 12.000 năm, thịnh si trong 12.000 năm. Có khi muốn diệt vong luôn á, nhưng phải thịnh lại. Si đến mức cực điểm thì sẽ thịnh đến mức cực điểm. Thịnh đến mức cực điểm thì si xuống lại. Trong 12.000 năm, theo thịnh si tính vào một đời người. Đời người là gì? Sanh già bệnh chết. Thấy không? Khi sanh ra lớn lên thịnh, khi già đi là si, khi chết rồi là mắc. Thì cuộc đời con người chúng ta, ai trong cuộc đời này cũng như vậy hết.
Bất cứ một vị trí nào có thịnh thì đều có si, có thương thì sẽ có ghét. Tính trước đi, chứ đừng bao giờ nói tôi là người đặc biệt. Ai cũng là người thương tôi, ai cũng là người quý tôi, ai cũng là người trọng tôi. Một ngày nào nó đạp mình dưới chân chắc mình le lử luôn á. Đừng có nói chuyện đùa cho tao. Ở thế gian này mà tính trước con đường bị người ta đạp đi. Lúc người ta đưa mình lên trên vai thì mình cũng cố gắng mình toàn tan trên đó. Lúc người ta liền mình xuống, người ta đạp mình dưới chân thì mình cũng ở dưới chân mà sống được. Vậy thì con người như vậy mới là con người đặc biệt đó quý vị. Con người như vậy thì sống trong cuộc đời này quá tuyệt vời, đúng không? Nên quý vị biết rằng những đức lên thành phố, mười mấy năm những đức nằm xe cơm ngủ, nằm xe cơm bán đồ ăn. Nên những đức đã rèn được chính mình cái cuộc sống rồi. Nên bây giờ đối với những đức, bây giờ cho những đức nằm lăn nằm lóc ở đâu cũng được. Nhưng những đức biết hưởng thụ lắm đó nghe. Cho những đức hưởng thụ ngon những đức cũng làm được nữa. Ví dụ như giờ quý vị cho những đức ở sao những đức cũng ở được chứ. Nhưng quý vị cho những đức ở khổ những đức cũng được nữa. Vì cho những đức ăn ngon những đức biết ăn ngon lắm đó. Nhưng mà quý vị cho những đức ăn dở những đức cũng ăn dở nữa. Tại vì sao? Đối với cuộc đời mình á, là thịnh si vui buồn và được mất nó đều trải qua hết rồi. Như vậy thì con người chúng ta mới cứng cỏi được quý vị, thấy không? Chứ đừng bao giờ cho rằng lúc nào chúng ta cũng là số 1 nghe. Ai mà biết được chợ. Thôi thấy rõ ràng rồi. Nhiều ông thầy nổi tiếng thấy ghê luôn, vậy mà đùng cái tự nhiên chìm ngấm. Biết đâu một ngày nào mình cũng sẽ như vậy rồi sao? Đúng không? Rồi bây giờ á, người ta ngồi gì là đang thịnh á, người ta mình nói chuyện sao người ta cũng nghe đó nghe. Đang có duyên á, nói sao người ta cũng nghe đó. Mà mai mốt nghe cái tiếng đồn gì bùm 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 bùm. Ai gặp mình cũng ơ cô, lúc trước nghe Chủ nhật tuần nào cũng nghe thầy giảng. Giờ tôi không nghe thầy nữa. Tôi hiểu bộ mặt thật của thầy rồi. Tránh xa tôi ra. Thấy chưa? Người ta chở mặt hết trơn rồi thì mình như thế nào? Mình cũng phải tu chứ trời. Mình phải sống chứ. Thương ghét là do tại người ta. Thương cũng do người ta nghĩ mà ghét cũng do người ta nghĩ. Còn ta thì phải có cái nghĩ của mình chứ. Hiểu không? Quý vị mong quý vị sống nghe. Những cái điều này là lối sống của một con người đó. Chia sẻ kiểu này rồi là thôi Hà Phật tử yên tâm. Tại vì sao? Vì ai cũng tự đốt đuốc mà đi. Tôi đâu có nói rằng quý vị về đây tôi độ, không có. Chúng ta là cùng độ nhau. Nhớ nghe không? Cùng độ nhau. Quý vị độ những đức, những đức độ quý vị là cùng nghe để cùng tu. Chứ không có ai mà cái gì cao siêu quá, nghe không? Nó nên những đức không thể nào mà tự năng mà lên cao để té quý vị, mất công mệt lắm. Nên thường ngày quý vị nhìn những đức cũng như một người cư sĩ trong chùa tu vậy. Bình thường lắm, rất là bình thường, đơn giản. Nên những đức thường nói rằng cái tướng những đức không giống ông thầy. Tướng giống vô côn, không giống thầy. Tướng kỳ cục ghê, tướng giống vô côn ghê luôn. Kinh vậy, phải không? Đi mặt. Thấy chưa? Ta tu hành cái gương mặt ta từ bi, còn gương mặt mình nó giống thầy từ ghê. Nó kinh. Ok, quý vị biết rằng đi ngang phòng mấy bà cụ già. Bà nó cho chồng thầy sao dữ vậy, nó chậu. Thì biết rằng không, nó rõ ràng chưa? Nên quý vị đừng có nên đặt vấn đề quá, hiểu không? Đừng có đặt vấn đề gì cao quá về một con người mà đến với mình. Mà đặc biệt nhất là lúc họ hướng dẫn mình á, cái gì mà hay quý vị nên chú ý, nhiệt tình mà chú ý đi. Tại vì sao? Vì cái đó là cái lợi ích mà. Nếu mình làm được thì mình được lợi ích. Còn họ không làm được thì chuyện của họ, hiểu không? Đó, chứ đừng có nghĩ nó cao siêu gì chứ. Nên bây giờ cũng có nhiều người lâu lâu gặp những đức tự nhiên thầy ơi, thầy vuốt lên vai con cái có thấy. Những đức nói vuốt lên vai bằng chi hả? Nói vuốt cái con cho con khỏe đi thầy. Những đức nói rằng những đức có khi bệnh nó gột, có khi cũng bệnh á. Nếu mà vậy thì thôi những đức vuốt, những đức khỏe rồi, hiểu không? Trời ơi, làm gì có cái chuyện mà vuốt một cái mà hết bệnh. Nên chúng ta học Phật phải đi đến chánh tín nghe quý vị. Đừng có làm cái chuyện mù mờ, khơ khơ. Dù mình làm sai thì tự mình quyết định để mình điều chỉnh, mình sửa đi. Chứ tự nhiên bây giờ mình làm sai mình đi sám hối đi, mình tiêu nghiệp, không có. Sửa sai mới tiêu nghiệp. Sửa sai mới tiêu nghiệp.
Còn nếu mà đi đọc sám hối không thì không có tiêu nghiệp, mà là sửa sai mới tiêu nghiệp. Sửa từ tâm này nó mới tiêu nghiệp. Còn nếu như chỉ đi đọc không thì không có tiêu. Nhớ nghe. Nên từ nơi đó mà chúng ta đi đến đây, chúng ta nghe cái gì? Nghe cái mà sống làm sao mà tự tại nhất trong cuộc đời này nè, và có phương hướng đi chuẩn xác trong cuộc đời này. Bây giờ chúng ta học Phật là chúng ta có một phương hướng chuẩn xác trong cuộc đời này rồi đó. Một hướng chuẩn xác rồi đó. Nó nên quý vị mà nghe Duy Đức nói chuyện gì, nghe vừa có cái vui, vừa có Phật Pháp, vừa có vô thường luôn, đầy đủ hết. Quy gom về niệm Phật làm chính nhất để mà chúng ta vui. Nhớ, Pháp môn Tịnh Độ này đặc biệt lắm. Phải niệm Phật, dù cỡ nào cũng không bỏ Pháp môn Tịnh Độ này. Đừng có thay đổi phương pháp, cứ niệm Phật đi. Phương pháp tu đó ở nhà tu được rồi đó, tu cả đời được rồi đó, đừng có thay đổi, nghe chưa? Vì mười mấy năm nay được như vậy là nhờ phương pháp này mà tu được. Cứ dùng một câu Phật hiệu này niệm đi, cứ gầy dựng câu Phật hiệu này đi, đừng có bỏ, đừng có thay đổi, đừng có đi tìm kiếm nữa. Như vậy mà tu đi, chắc chắn rằng cuối cuộc đời quý vị chúng ta sẽ gặp ở đâu? Cực lạc. À, hôm nay chúng ta học đến đây quý vị, chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chùa của mình thấy những ngày Chủ nhật Phật cũng gia hộ. Như hôm qua thứ bảy, nếu như mà như những ngày thường người ta đông gì thì nóng lắm. Mà tối tu xong 8 giờ mấy ông chờ cũng cho đám mưa quá trời lớn. Nhờ vậy mà tối ngủ mát. Sáng thì 4 giờ đi tu, lúc đi tu thì bắt đầu là ông chờ mưa. Mưa xong cái sáng cái mát. Bây giờ này cái hiu hiu. Không? Nếu như mà ổng nắng quá thì cũng quá nóng. Mà nếu như mà ổng mưa quá thì mình cũng khó tu. Tại vì ăn uống ngồi tùm lum chứ làm sao đây. Không? Nên rõ ràng ông chờ cũng thương những người tu. Thấy vậy? Nên ổng cũng phải sắp xếp gia hộ cho mình để mình tu. Nên từ nơi đó mà chúng ta nghe đạo, chúng ta tin rằng chúng ta hướng thiện, chúng ta sẽ gặp quả báo thiện thôi. Nên là đi về đây nghe những đức chia sẻ Phật Pháp và niệm Phật lễ Phật. Cái ngày Chủ nhật này tu phước tu duyên nó lớn dữ lắm. Và cầu an cầu siêu gia đình thù thắng lắm. Chúng ta hồi hướng chung hết thôi. Nhưng mà đây là cái cách mà Phật dạy, hồi hướng chung nó mới thù thắng, chứ không đọc riêng tên ai. Rồi thêm cái nữa, xong mình xuống với nhà ăn, mình ăn cơm. Có nhiều người có quan niệm rằng vì chùa ăn cơm chùa sợ thiếu nợ. Không có đâu. Nếu như ăn cơm chùa mà thiếu nợ thì chắc thầy chùa là thiếu nợ dữ nhất. Tại ăn quanh năm. Nên quý vị biết ăn cơm chùa có phước. Ngồi ăn nghe niệm Phật là vui vẻ hoan hỷ. Người ta nấu cho mình ăn thì mình phải ăn. Mà người ta nấu cho mình ăn mà mình không ăn nó mới có tội. Nếu giờ người ta nấu mà mình không ăn thì mình về thì dư thì bỏ thì mình có tội. Tại vì cái tâm người ta nấu cho mình ăn. Còn nếu như người ta nấu mà người ta kêu mình đừng có ăn mà mình đi ăn là có tội. Còn người ta cho mình ăn mà mình không ăn là mình có tội. Mình ăn là có phước, nghe không? Nên nhớ về chùa mình ăn càng nhiều thì có phước càng lớn. Cứ đem về hết đi. Nó có gì đưa thì cứ đem về hết đi là có phước. Nên từ nơi đó về đây tu xong xuống ăn miếng cơm, xong rồi vui vẻ chị em ngồi bên nhau, mấy chú cầm máy quay phim nó quay lại. Tự nhiên người ta coi thấy hoan hỷ ngày Chủ nhật dữ lắm. Rồi xong rồi mình tu xong hết rồi, mình ra đây mình cúng đĩa thực rồi phóng sanh. Cúng đĩa thực thì giống như mà mình tu xong mình mời người sống ăn cơm. Cúng đĩa thực là mình đang mời người chết ăn. Nên người chết về đây mình mời người ta ăn, người ta cũng cảm ơn mình. Thấy không? Đã là cảm ơn rồi thì tự nhiên người ta chịu nghe mình để người ta tu. Mà khi mình cúng cho người ta là mình mời người ta, là mình cho người ta dùng, là người ta được quyền dùng.
Nên từ nơi đó mà cái tâm đó người ta hoan hỷ thì mình khuyên người ta là quan gia nên giải thì người ta quá giải. Hoặc là những thai nhi vì nghiệp phá thai về đây nghe những đứa nói nó cũng cười sặc sặc á. Nên từ nơi đó mà những đứa kêu nó thôi quên nợ cũ đi thì nó quên. Vì ở lại dưới đây tu đi thì nó ở. Tại vì sao? Vì mình thương thì mình nói người ta nghe. Giống như cái người sống mà mình thương người ta mình nói người ta nghe. Còn mình ghét người ta mình nói người ta không nghe. Thì mình thương người sống mình thương luôn cái người chết chưa siêu thoát. Phật nói rằng là quan gia nên giải đừng kết. Thì thôi giờ chúng ta nghe được bổ nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thôi tất cả chư hương linh mà chưa siêu thoát, hay ở trong đây có nhiều người phụ nữ cũng từng chưa hiểu đạo, mang nghiệp phá thai, thôi bây giờ mình về đây mình tu. Và bây giờ những thai nhi cũng đi theo về đây nghe pháp niệm Phật. Thôi các con buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ đi, để chúng ta hướng về thế giới cực lạc. Nguyện đem cái công đức mà tu hành của toàn thể đại chúng này cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, năm nay ngày 81 tuổi rồi. Nguyện cho Ngài hưởng cái phước báo nhân duyên người ta tu hồi hướng cho Ngài. Nhờ Ngài xây ngôi chùa gì mà mình có nơi mình nương tựa mình tu, nên đem công đức hồi hướng cầu an. Nguyện cho Ngài chủ thế gian lâu dài để nương vào cái đức Ngài mà tu. Còn nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng hiện tại ở đây và khắp nơi nơi trên toàn thế giới và gia đình quý vị hưởng được những cái công đức phước báo này, mà gia đình được bình yên, gia đình hòa thuận, sống hạnh phúc tốt đẹp, hướng về Phật pháp tu hành để cầu giải thoát. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, và tất cả những người chết chưa được siêu thoát từ chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh khắp nơi trên toàn thế giới mà chưa được siêu thoát, chúng ta nguyện đem công đức hồi hướng cho họ. Nguyện cho tất cả những người chết đó đều hướng về Phật pháp, nương vào bổ nguyện Di Đà để niệm Phật cầu sanh cực lạc, về thế giới cực lạc không còn khổ, luôn luôn hưởng được niềm vui. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, từ thực biển thập phương nhất thiết. Nguyện dị tự công đức vô cẩm ư nhất thiết, đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kim tí như cung, từ thực biển thập phương nhất thiết hồ tình công. Nguyện dị tự công đức vô cẩm ư nhất thiết, ngã đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim tí như cung, thừ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng. Nguyện dị tự công đức vô cẩm ư nhất thiết, cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, ta bà ha. Án ngã ngã nắng tam bà phạ việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà phạ việt nhật ra hồng, tam bà phạ việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ngũ vị vô danh, hộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cõi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. Khi chúng ta cúng mà niệm Phật gì thù thắng đó quý vị. Mong cho chư hương linh hưởng được tài thọ thực và được Phật quang phổ chiếu và phát tâm điều sanh về cực lạc hết. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Chùa của mình mỗi tuần các cháu nhỏ về rất là đông, từ từ hình thành một cái đạo tràng trẻ em niệm Phật. Giờ đông lắm, các cháu nhỏ nhỏ mà cháu nào cũng dễ thương, gặp cái là A Di Đà Phật dễ thương lắm. Nên con nít mà niệm Phật là sau này đẹp dữ lắm, mà thông minh rồi duyên dáng rồi hiếu với cha mẹ nha. Nên từ nơi đó mà về đây được tu rồi được phóng sanh là trưởng dưỡng lòng từ. Tất cả các con dù một con ruồi, một con muỗi, một con kiến cũng không dám giết nữa. Vậy thì trưởng dưỡng được cái tâm từ bi, các cháu sau này sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Nên cái công đức phóng sanh lớn dữ lắm quý vị. Chúng ta về đây được dự chương trình tu xong làm lễ phóng sanh. Chúng ta bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Sanh ra nơi nào chúng ta cũng có phước báo đầy đủ. Và chúng ta quy y niệm Phật cho chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Sanh ra nơi nào chúng ta cũng được thông minh và trí tuệ. Và chúng ta thả chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ra nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Tất cả những chú chim này khi được thả ra, chúng ta nên ở trong chùa nghe danh hiệu Phật, khi xả thân đều hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên vui vẻ hoan hỷ, vỗ tay để nhìn chim bay, chúng ta cảm thấy thoải mái trong lòng nha. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Dạ mời quý Phật tử chúng ta xuống chai đường để dùng cơm nha. Chúc quý vị luôn luôn vui an lạc. A Di Đà Phật.